Top 8. Đời là gì? Đời kim cương mà đổ la, đời sẽ cúp tàu vô tao đời mời. Đi vô nè. Đi vô. Đi vô. Đời là Đi vô. gì? Ờ, bác ghế à? Mở Alo, alo. Alo. quản Alo. này có mở nghe nói con mở lo nghe thôi Thưa nha. má, thưa ba, anh dắt em đi vào ba. Hello giọng Minh nha. Hello Đức Nguyễn nghe, hello mọi người. Hello bà con cô bác anh chị em, hello anh em. Hello hello, chúc bà con buổi Chị tối vui Google vẻ. bắt đầu đọc bình luận. Chị Google, tôi đã thấy thông báo rồi, tôi biết là hôm nay là anh em là vô đông vui nè. Hello Đức Nguyễn nha. Hello Đồng Lương nha, hello mọi người nha, hello An Nguyễn nha. Chào Long Hoàng, chào Lê Văn Trực Hoàng Nguyên, nha. hello anh trai, hello Thor. Chào anh em nha, chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Xong up lưng cho quân đài hả? Đang khô quân đài ơi, mai gửi quân đài ơi. Mai gửi, chiều mai gửi nha quân đài ơi, chào Thế sao vợ nha. Chào Mai Tú nha, hello anh em nha. Rồi vô. Rồi vô. Bật cái ấy đeo bà ba vô. Để chơi game lần nó phải chơi game lần nó phải có gọi là công nghệ hỗ trợ mới được. Ok, chào anh Tấn, chào Hồng Diễm An nha. Nguyễn, tối nay đấng thua chuỗi là tối vui lắm á. Mấy đại ca tôi đang gọi là làm mấy lâu rồi không biết thấy đường quánh không nữa. Alo Đức Nguyễn nha, alo Ngọc Huyền nha. Mấy đại ca tôi thấy đang nhậu. Bà chơi vô biết có thấy đường quánh không. Ê, lấy chị bên bình nước là được không? Alo. Ok. Bao tay băng giá cắm giùm cái con hồi này, cắm con cái da được rồi. Chào Hưng Phan nha, bao tay 70k đây mày, bao tay Đức 70k. Trọng, màn gà rừng em ơi. Mời gan ga gừng hả? Trời ơi, mới vô là phải đề quan ghi đu mới được. Thế mua bản hack chơi game phải có công nghệ. Trời ơi, là trời, ai chơi game chơi hack của đại tao, ví dụ tao đi đá banh người ta mang giày, còn mình chơi game mình mang bao tay thôi anh em, mang bao tay chơi game mang bao tay thôi. Rồi giới thiệu anh em hôm nay cục sạc dự phòng về nha anh em, sạc dự phòng 20.000 mAh đó, mua tặng luôn cái cốc sạc đó, mua tặng kèm cốc Hạnh sạc cho Đặng anh em. Văn, chào anh. Đó, hôm nay có cục sạc dự phòng về, anh em nào đặt cục sạc dự phòng đây, cục sạc dự phòng đây anh em ơi, có hộp đàng hoàng nha. Này mình lấy ra mình cho anh em coi thôi. Đó, anh em muốn đặt cục sạc dự phòng chơi game chỗ đã 20.000 mAh 450k, chỉ với 450k thôi anh em ạ. Bao tay của đấng có chí mạng không à. Bao tay để ổn định nha, có chí mạng rồi, chí mạng để nhảy lung tung ở đây mà. Hello Quyền ca nha, mua anh em mua liên hệ Zalo anh em ơi. Gọi luôn tai nghe Lãng Bluetooth. tử miền Tây, alo in. Tai nghe Bluetooth AirPods 2 350k tặng kèm cái đồ bảo vệ. Liên hệ Zalo luôn nha anh em ơi. Bao tai game lên 70k. Sò lạnh, sò lạnh cũng sò bíp hết rồi, sò bíp ngày mai mới về. Nhưng mà anh em nào đặt thì mai mình giao luôn anh em ơi. Chào Lãng tử miền Tây nha. Hoặc chẳng việc hai loại, một loại 150k, một loại 290k. Loại 290k là mai có hàng luôn đó anh em ơi. Chào thiệt nè nha, hello anh em nha. Chơi sò là coi như là Lê chơi Ngọc là mát Quân, lạnh luôn. chào huynh đài. Ok. Ok, alo Đức Nguyễn, alo mọi người. Này, quảng cáo sản phẩm kiếm thêm hay gì à? Để bán gì đam mê anh em à. Bán một một cái tai phone như vậy anh em, bán rẻ nhất thị trường luôn. Cái tai phone như vậy lời đúng nửa ly cà phê, lời đúng nửa ly cà phê là anh em biết rồi đó. Bán gì đam mê, bán nhờ cho anh em được đồ, anh em mua hàng giá rẻ đồ các kiểu đã đẻo, hàng VIP nhưng mà giá rẻ, lời đúng nửa ly cà phê anh em ạ. Chào mừng đến Bình Nguyên Nửa vô ly cà tận. phê
Đây con rò hình cái gì vậy? Chị trừ tôi. Chào tình bạn là bạn mãi nha. Con sò lạnh đó làm nước đá được không anh? Sò lạnh đó hả, em làm kem được luôn em ơi. Còn con sò mình đang chơi đây là cái quạt tản nhiệt đó anh em. Sao mất cái mic rồi? Sao mất cái mic rồi ta? Chào Đức Nguyễn nha. Trời ơi là trời, nó mất mic anh em. Lãng tử miền Tây, nửa ly CF ôm Hà Im. Chào Nguyễn Bằng nha. Tai nghe bao nhiêu à? Tai nghe hai loại, một loại 70k, một loại 10k anh em ơi. Hàng VIP nhất Sài Gòn nha. Rồi luôn. Hay quá, mới vô đồng đội chết queo rồi. Rồi luôn. Double kill. Quá người gớp. Quéo rồi. Ấy không ổn rồi, AD nó... AD nó 1.000+ tiền. Phải đạt không? Mình mới 700, nó 1.000+ thôi. Hello, Thái Phong nha. Ok, Nguyễn Phương Đông của Đài nha. Ok. Cái đậu chanh nó vô, nó cướp con bồ tôi luôn ơi. Cái gì ta sẽ phóng được mà chai vô năng ly hay gì vậy? Thế sợ gặp vợ, đấy. Cứ đấm cả mọi người nha, và đặc biệt là chị Google. Kìa kìa, tem, đâm nó ơi, đâm nó đúng rồi. Đâm nó ơi. Quay hai đội hình chủ tịch ra em ơi. Chào Huy tiên sinh nha, anh có bán sò lạnh cho mình nè, có bán sò lạnh luôn nha. Tản nhiệt điện thoại. Chào đấng nguyên đàn. Tôi đem nguyên cái chợ lớn vô đây luôn đó mọi người. Chuẩn bị bán nguyên là cái chợ lớn đem vô cái shop đấng đi mà. Anh em nào đặt hàng liên hệ số Zalo trên màn hình hoặc là trên game comment anh em ơi. Hello Ngô Huỳnh Đăng nha. Hello Bùi Hậu nha, hello bà con cô bác. Rồi anh em farm đó mọi người, farm thôi. Tấn công tướng địch, ngộ không? Ngộ không? Tập hợp. Quá nhúng rồi. Rồi luôn rồi. Thấy không ổn rồi đây mày. Thấy có màu rồi đó mọi người. Thế có bán sò lắm không à? Rồi luôn rồi, quá nhỏ mất tiêu luôn rồi. Thăm ngàn đây anh em ơi. Thăm ngàn đi. Chói mỏ, lụm nó chay, đúng rồi. Lôi nó chay. Ngộ không kìa. Bảo Ngọc, đau nó. Không ổn rồi, mấy chip ơi. Không ổn rồi. Mấy anh ai ơi, một mấy rồi. 1-6 rồi. Từ. Được hả? Rồi, ok trai. Được thì mình đánh theo kiểu được. Nguyễn Trọng, trận này tăng gì? Rồi, lụm nó chạy, lụm nó đừng chạy. Đúng rồi, càng nó. Đâu rồi, quất nó chạy. Ừ, chích đau đó, đúng rồi. Rồi, pháo đi anh, của đại. Rồi, từ rồi, lôi anh trai. Lui, chạy về, chạy lên được trên cái. Quá nhắn ở đây nó 3.000+ tiền rồi. Chào Khánh Cảnh nha. Tản nhiệt có hai loại anh em ơi. Loại VIP là 290k. Loại thường mà đang xài đây là 150k. Loại VIP là anh em để vô là như cục đá luôn anh em à. Để vô là như cục đá luôn. Ai mà đóng điện thoại để vô một cái coi như là tan biến luôn.
nóng trong người thì uống trà đốc cho thanh, còn mà nóng cái điện thoại là mua cục sạc cũng đắng đi mà. Từ từ coi. Và farm đi mọi người. Farm đi. Chơi mà đại thế. Thầm ngàn đi. Ôm trụ. Mọi farm đi mọi người ơi, farm đi. Đâu ơi. Từ từ. Chưa chơi được đâu anh em ơi, chưa chơi được đâu. Tụi nó đang mạnh lắm. Xài cái gì chơi không biết đi. iPhone nóng quá, iPhone nóng quá là phải chơi cái gọi là tản nhiệt là đúng luôn rồi đó. Anh em nào mà xài iPhone mà không đeo tản nhiệt là nó mau pin, bao pin mau xuống là một, hai là con chip nó cũng giảm nữa mọi người. Ba là khi mà nó nóng máy là nó lắc. Đêm mảnh, theo hưu anh. Rồi pha thăm ngàn thua nó 3kt rồi. Bắn nó. Kìa. Rồi. Đi bụi. Quái nhái ra máy đi. Tèo đâu ơi, rồi luôn rồi, mất cái trụ ở giữa luôn rồi. Trời ơi, xém nữa là móc dính cái lít tôi rồi anh em ơi. Nhúng nó. Ôi tay không. Quánh thường đến chơi, đúng rồi. Quánh luôn anh trai, quánh thường luôn, đúng rồi. Mày ơi, quánh luôn, quánh thường luôn, quánh thường luôn, đúng rồi. Ủa, nó đắp chút kìa, quánh luôn anh trai, quánh luôn. Trời ơi, là trời. Mày nhái không, mày nhái không chút đắp. Hello, bét càng cua. À, càng. Đứng im mờ là ông chùm giáo án đi gần. Ông chùm tạp hóa. Ê, chuẩn bị bán đồng hồ luôn á, mai mốt bán đồng hồ VIP nha. Mai mốt bán đồng hồ là bán đồng hồ mà giá thị trường 1 tỷ mấy mà tôi bán có mấy trăm ngàn thôi. Vậy bán đồng hồ nha anh em. Chào cô Đồng Vương nha. Chào Hiệp Mai nha. Bắn nó đúng rồi, bắn. Ê. Ê, đơm luôn anh em. Bánh thường á. Nhúng nó. Quánh. Đơm nó anh em. Giải hiệu ứng vô ô ti, vô ô ti đúng rồi. Chói mỏ. Nhúng AD đó kìa, nhúng AD đó kìa. Quánh thơ đúng rồi anh trai, quánh luôn. Hình phàn, đứng im chùm đa cấp. Còn không chấp bội. Còn không chấp bội nè. Hắt máp rồi. Đơm nó đúng rồi. Tạc anh đánh đâu. Mày hả bự. Mày hả bự. Rồi luôn. Chắc là nó không kêu mình hắt máp đâu. Chắc là nó không kêu tôi hắt máp đâu anh em ạ. Chào Trần Văn Tán nha. Căng như dây đàn. Căng như dây đàn không? Dây đàn không? Đây là ngàn cân treo sợi tóc ở đây bạn. Ui căng. Rồi anh em cứ từ từ thôi, đẩy đường lên xong anh em lùi về. Rồi từ từ hồi máu cái mấy đại ca ơi. Hồi máu cái mấy đại ca là bạn ơi. Chào sói của độc nha. Rồi đang bán cái cục cục là pin dự phòng đó anh em. Pin dự phòng 20.000 mAh. Đó cục này anh em gọi là ra cầm trong người đó. Nó đem ra ngoài đường mà xài có gì đó quấn lộn cầm cục này chọi luôn cũng được đó. Ây da, cái đầu chân quýnh nó. Đúng rồi, nó còn. Rồi, nhớ cả máy này. Thôi luôn, cô đại ơi, đường dưới bánh nhà bánh chúa chân ơi. Hello. Trời ơi, AD05 rồi. Phải đang nè. Bánh nhà bánh chúa chân ơi. Bánh nhà bánh cửa hết trơn rồi, mấy đại ca đàn hoàng ơi. Cái chữ trực tiếp nó chè cái mì điều má bức chế quá à. Là chiêu là phải có chữ trực tiếp đó cô đại ơi.
cô độc vương vương, mua cục này phan cái bể dâu luôn. Đó, cục sạc 20.000mAh. Đó, anh em mà xài mà chơi cục này là anh em sạc đầy pin, sạc dự phòng xong anh em chơi gọi là chơi gọi là nguyên ngày không hết luôn anh em ơi. Rồi luôn vậy ạ. Đập đầu tôi. Đừng giữ kìa. Kìa, bắn nó. À, vỡ mồm rồi. Ừ. Ai phải luôn còn mỗi chú vô con bản đồ. Vui chú vô con ơi. Thôi xong rồi. Ai banh nhà banh cửa chưa? Quéo luôn, à thua chạy ra đường dưới lẹ trai ơi, tốc độ đường dưới. Đường dưới, dọn lính bật chung ai lên. Rồi luôn đầu, ulti luôn. Minh Tuấn Văn, vua cây cây cây. Ai phải đạn thiệt. Vậy là định win luôn rồi, định win luôn rồi. Có định win nó đòi win cho anh em. Quéo luôn rồi. Quéo cà cua rồi em ơi. 1-0 nó xanh lè xanh lét rồi. This needs the Midas touch. Từ 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 từ. Nguyên fan. Chạy quá, chạy đúng rồi. Lụm nó. Nó bắn kìa. Cái đầu tranh của Tài Thiên. Quánh Tài Thiên luôn. Rồi lẫm Tài Thiên rồi, ok rồi. Ai căng gì ta. Thua tiền, nó quá thua tiền rồi anh em ơi. Hoàng Sipo, nó đánh tuột cái quần bơi luôn hả cây cây. Thao vô shop không thấy bán tài nghe. Vậy đấng shop, shop đường link bên dưới là shop ạc thôi anh em ơi. Anh em mua hàng mà hàng ấy là anh em nhắn tin Zalo mọi người. Nhắn tin Zalo á. Còn cái shop game trên comment là chỉ là shop ạc thôi mọi người. Đó anh em đặt hàng anh em nhắn tin Zalo cho mình nha. Này bán giá rẻ mà anh em. Dương Quốc Bảo, cục sạc nhiêu tiền vậy anh? Cục sạc 450k tặng củ sạc. Tặng củ sạc trị giá 100k phờ ghi chip. Giá thị trường 800 ngàn bán chỉ với 450k thôi anh em ạ. Bán giá rẻ nhất thị trường. Liên hệ đấng ý mà. Từ 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 nhúng nó nhúng. Ủa tiên luôn. Từ từ cẩn thận con Tài Thiên. Tài Thiên, Tài Thiên, Tài Thiên, Tài Thiên kìa, Tài Thiên kìa. Rồi từ từ lôi anh em vừa đánh vừa lôi, vừa đánh vừa lôi. Tao chan van tìm rồi, bán người thứ mà bắn đây, bắn đây, bắn đây. Không im. Kìa, nó còn xíu máu kìa. AD nó kìa. Đúng rồi. AD nó còn xíu máu anh em. Ê, nó tiên tóc biến, xong rồi. À, quéo luôn. À, AD còn xíu máu rồi, không ai lùa vô lụm nó một cái, quái trưởng hẹp. Quéo cà cua. Hoàng Sipo, cho đấng xin lại cái quần bơi tên bạn ơi. Ê, quánh gớt cái quần luôn em ơi. Quánh gớt cái quần luôn rồi. Chào Huỳnh Phan nha. Ai trời ơi là trời. Tốt luôn. Gớt này rồi em ơi. Quánh gớt này rồi. Thua à rồi hiếp. Cái gì kẹp ở máy anh vậy? Cái này chính là cái quạt tản nhiệt điện thoại. Cái này thì con loại thường thôi, con loại VIP mình hết rồi. Con loại VIP ngày mai mới có. Mở đầu kiểu này chết luôn rồi. Đầu game kiểu này là vỡ mồm. Đầu game kiểu này là vỡ mồm anh em ơi. Quéo càng cua. Đó, còn đây là cái sạc dự phòng nha mọi người. Sạc dự phòng nha. Sạc dự phòng là 450k. Nó này là có hộp đàng hoàng nha mọi người. Tặng kèm anh em củ sạc. Đó, khỏi xài chung với củ sạc ở nhà. Đó, củ sạc riêng. Đó, tặng kèm anh em. Free ship 20.000mAh nha. Cái này ví dụ như con iPhone là anh em có thể sạc từ 6 đến 7 lần á. Đầy pin là sạc 6 đến 7 lần.
Chào Tấn Đức nha, liên hệ Zalo bên Đức dưới đi comment nha mãi anh em đi. ơi. Có con nào bằng quạt gió không anh hả? Trời ơi là trời, con kia của anh nó bằng cái tủ lạnh luôn chứ đó mày, quạt gió. Để thu ghi đu, làm lại ghi đu coi. Làm lại. Bench press 40 gold bars. Thu cái này nó bày câu khác. Có con nào bằng quạt gió không hả? Trời ơi, cái con VIP của anh là bằng cái tủ lạnh. Em bỏ vô chơi mà không bỏ vô điện thoại đúng không? Đổ Đức nước lên hoặc là đổ biết hội lần của đấng là bài ngày mai đám cưới anh bán cả ren nuôi em. Đổ Messi lên là đông lạnh thành cho kem luôn. Chào Vũ Văn Tuấn nha. Lần đầu xem like, ok Tuấn Kiệt nha. Đó còn anh em nào mua tai phone cũng liên hệ luôn nha anh em. Tai phone và Bluetooth. Tai phone và Bluetooth. AirPods 2 giá thị trường 3 triệu. Nguyên fan không xin cho nó máu. Giá thị trường 3 triệu tại shop đấng IM chỉ có gọi là 350k. Tại trường bán giá thị trường 3 cũ tại shop đấng IM anh em vào Zalo liên hệ mình chỉ có giá 350k. Đó, tai phone đây mọi người, Bluetooth kết nối cực nhạy, âm thanh gọi là sống động, nghe như nhạc sàn. Ê mà không thật sao không quá đạo chấn của đài ơi. Anh dùng điện thoại gì iPhone 8 Plus? Vinh Hồ, có bán bao tay dát vàng không anh? Có bán bao tay dát vàng, bao tay này, bao tay gọi là sợi thủy tinh anh em. Sợi thủy tinh do trung tâm công nghệ hóa màu nha. Trung tâm công nghệ hóa màu anh em, là cái hộp này là VIP nhất thị trường nha mọi người. Hàng là hàng hiệu chính hãng đàng hoàng nha. Cục sạc dự phòng cũng là hàng hiệu chính hãng luôn nha mọi người, 20.000 mAh. Đó, có hộp đàng hoàng, cái này là mình lấy ra để mình show cho mọi người thôi. Đó, có hộp đàng hoàng. Đức Nguyễn, nữ anh tính làm ông trùm tạp hóa hả anh? Tạp hóa gì thì nó bán đồ điện tử kêu tạp hóa không nội. Phải bách hóa xanh luôn rồi, bán tạp hóa. Chào Đức Nguyễn, đang bán là ông hàng điện tử đi. Kêu ông trùm tạp hóa, phải chữ thiệt. Sợi thủy tinh có dễ bị bể không đấng? Người ta sợi thủy tinh là cái công nghệ người ta sợi thủy tinh chứ không phải là cái sợi làm bằng thủy tinh, hiểu không? Cục sạc 20 hiệu gì hả? Hiệu Borophone. Hàng chính hãng hiệu Borophone. Đây có tem, có tem đàng hoàng cho mọi người, tem chính hãng đàng hoàng nha. Bán không bán hàng lô hàng gì cho mọi người nha. Rồi làm lại coi. Mua con này tao bày con khác. To Khanh, anh in SN bao nhiêu à? Sạc dự phòng 450k. Free ship anh em à, tặng kèm cục sạc. Tặng kèm cục sạc chỉ giá 100k. Đó anh em mua cục sạc xong là anh em khỏi về, anh em khỏi xài chung với cái cục sạc ở nhà của mọi người. Đó anh em có cái cục sạc riêng luôn, mình tặng kèm cho anh em cục sạc luôn. À cái cục sạc. Tấn Đức, ông trùm livestream. Ngày mai bắt đầu từ tuần sau là bắt đầu mình bán điện bán đồng hồ. Bán đồng hồ mà ở ngoài người ta bán 4-5 triệu, mình bán chỉ có 300 ngàn thôi. Chào Tấn Đức nha. Tại vì anh em biết sao không? Mình live stream đây mình không có gọi là phải chi phí cho thêm mấy cái chi phí quảng cáo hay là chi phí gì hết. Bây giờ bán rất là rẻ cho mọi người. Đó, ngoài ra còn được hỗ trợ còn là chiết khấu cao nữa. Cái mấy ông chủ ở bên mấy cửa hàng này nghe nói đấng đi mòn. Phải luôn thiệt, chiết khấu với tôi 99%. Chiết khấu với tôi 99%. Lụm nó em. Thôi. Anh em thấy hôm nay không có gắn cái con sò VIP không? Cái này nó bắn quá bắn anh em. Lụm nó anh em. Lụm nó. Ừ, bóp đít nó. Mày hả bự, đặt cánh nó. Đánh đầu nó. Mày hả bự, lụm luôn á. Coi luôn rồi. Lướt qua tường. Thôi luôn cái chỗ bắn nữa. Mày nháy cái máy đi. Bán đồng hồ đi, mua ủng hộ cho đứng là rồi. Ok anh em, bán cái đồng hồ. Bán đồng hồ này anh em có thể mua quà tặng hoặc là anh em có thể mang gọi là mang trên người, rất là thời trang, rất là đẹp. Hàng này mình nhập khẩu từ đâu ở bên bên ở đâu bên bên đâu quên mất tiêu rồi ta. À Thụy Sĩ anh em ạ, bên Thụy Sĩ.
Nguyên Trường, anh có bán thân không em mua? Chào Nguyên Trường nha. Lò đánh đi ạ. Yên tâm, yên tâm. Miệng thì quảng cáo thì tay vẫn đánh cho đẹp. Không biết nãy giờ có đang bật Bluetooth không mà sao thấy nó... Nó giật giật ta. Có bán đồng hồ chịu thường không nha, bán đồng hồ đeo tay thôi nha anh em. Rồi chứ thường tầm 5-2 năm để bán nha mọi người. Hành chương, vì anh à, quéo rồi, quéo rồi, quéo rồi. Bán cho mình xe nát. Từ nào mà anh em thấy bán xe hơi luôn là ok đó. Từ nào anh em thấy bán xe hơi là ok đó. Ôi, chơi đó. Mày lụm chối mỏ. Niệm chú. Chừng trị cao hết. Trời đầu xanh cả đó. Không được anh em ơi. Niệm chú đó đẹp đấy. Niệm chú ngộ không không? Niệm chú nó giam nó là 500 năm dưới núi Ngũ Hành Sơn liền. Chào Nguyễn Phương nha. Đức Nguyễn, nửa anh đấm chắc lên ông trùm đa cấp chỉ trong một đêm xây nhà lầu xe hơi. Xây nhà lầu chơi, vãi chưởng thiệt. Tôi bán hàng lời, bán hàng giá rẻ chứ bán có hàng lời nhiều đâu mà xây nhà lầu chơi. Bán đủ đóng tiền wifi, đóng đủ tiền nhà thôi. Anh em thấy bán hàng chính hãng bán giá rẻ không anh em thấy không? Bán toàn hàng chính hãng không đó. Lắm. Ôi ôi ôi, đại thiên kìa, đại thiên kìa. Gà xịt nó của đây. Ê, ê, chửi mới liền. Ê, nè, góc cướp gần. Combo, đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Chói mỏ, lắm. Ừ, ừ, ừ. Tem. Đâu rồi, combo, đúng rồi. Cháy, nát bướm. Mày hả bự. Tôi mua vậy có miễn phí ship không hả? Tùy loại của đây ơi. Bây giờ mua sàn dự phòng là free ship nè. Mua bao tai nghe free ship. Mua bao tai thì không mua bao tai thì phải mua hai cái mới hỗ trợ ship. Gắn con sò mà nó lạnh chảy cả nước. Ê con sò nó bao xịn luôn của đài. Con sò nó bao xịn mà giá rất là ok luôn. Hết hàng luôn con sò đó, mai mới về hàng tiếp anh em ơi. Anh em đặt là mai có luôn. Con sò đó là anh em xài là anh em mua về là không có hàng ấy luôn á. Con sò đó là hàng còn là chất lượng đúng không mọi người. Con sò có 290 ngàn. Tưởng mua lỗ có tủ lạnh không. Mới bữa thèm kem lấy chai Pepsi đổ vô làm kem ăn luôn. Chờ Đức Nguyễn nha. Tiếp qua Lào được không à. Phải chữ cái trời. Còn chỗ nào mà nó tiếp qua nước ngoài. Giờ lại sợ điện thoại nó bị cảm lạnh khổ. Đồng hồ gì vậy chưa nha mọi người. Đang liên hệ với vài chỗ vài hãng làm đồng hồ. Nó nói tiếng Anh mà mình nói tiếng Việt bởi vì nói chuyện hơi lâu. Nói chứ đồng hồ là đồng hồ rep, đồng hồ rep anh em ơi. Chứ không phải đồng hồ gọi là đồng hồ chính hãng nha. Đồng hồ rep. Nhưng mà xài cũng rất là ngon. Chứ đồng hồ chính hãng cái tới 1 tỷ mấy lần hồi nãy nói rồi mà. Đồng hồ chính hãng cái tới 1 tỷ mấy. Đức Nguyễn, anh em nhìn anh đấm qua vẻ bề ngoài nhìn đằng trước là nhà gỗ đằng sau là cái trời nó mày hả bự đó đây ghi đúng chính hãng phải chưa đây ghi đúng chính hãng nè trời ơi là trời để túi đi tham lam làm gì để túi bây giờ tôi mua tới Vũng Tàu là bao nhiêu ngày hả tầm 2 ngày của đài ơi của đài giờ đặt ngày mai sáng ngày mai mình chuyển đó ngày mốt là tới còn chậm nhất là ngày kia nếu mà nó do trục trặc do là đường di chuyển thì nó chậm nhất là ngày kia thôi. Hành Minh, có khi nào gắn sò mà điện thoại bị cảm lạnh không ta? Có bán đồ bảo vệ sạc không hả? À mấy cái dây cũng quấn hả? Chưa rồi đây. Ultimate.
down. Cứ từ từ rồi cháu nó cũng sẽ giữ. Enemy double kill. Huynh Phan, anh khỏi nói cũng BT hàng Red chứ đâu mà có Ryan. Đâu, có hàng Real là có mấy đồ ở đây hàng Real nha. Như sạc dự phòng ở đây là hàng chính hãng đàng hoàng nha. Rồi sò ở đây cũng là sò chính hãng. Chỉ có mấy cái hàng mà nó như tai nghe nè, tai nghe là hàng rep nhưng mà cũng 9-10 với lại hàng Real nha mọi người. 1-9-1-10 nha hàng Real. Quang Trung, vừa NT mua bao tay mà ông bán rẻ vậy, lấy đâu lãi vậy, bán vì đam mê à? Vừa nhắn tin mua bao tay mà ông bán rẻ vậy, bán gì mà đúng rồi, bán gì đam mê anh em ơi. Không phải bán gì đam mê anh em à. Tại mình bán ở đây không có qua trung gian á. Mình bán thẳng luôn mọi người. Mà lại cái phí ship của mình á, cái mình không bị ăn tiền phần trăm này nọ. Nên là mình bán nó sẽ cạnh tranh hơn rất là nhiều so với người ta. Chào Nguyễn Phong nha, bán hạt thiếu được không nha? Rồi bán hạt là rẻ lắm rồi đó. Bán thiếu nữa là thế bán còn cái quần đùi không à. Đẹp trai. Chào tấn anh. Công tướng địch Alice. Chào Nhã Thanh nha. Từ lầm ngộ không ơi. Trời mỏ. Quái trưởng thiệt. Ngộ không để lẻ quá ta. Khỉ lẻ quá anh em ạ. Tôi không biết mà thấy xài ok là vui rồi. Ok quýnh đài. Ok thành minh quýnh đài nha. Cảm ơn đã review. Đức Nguyễn, có bán sò lạnh trà góp không huynh đài? Có anh em nghe review mấy anh em mà xài sò lạnh á. Con sò đó nói thiệt anh em là con sò đó nó vãi cả trưởng anh em ạ. Con sò nó vãi cả trưởng. Chùi lưa đó. Anh em thấy là hôm bữa đó tôi xài con sò đó mà hôm qua anh em đặt hàng nó nổi mà. Ui lầm. Trời ơi là trời, ông kia ông chơi con báo vậy. Batman. Ý Batman. Kìa. Ý trời ơi, thêm có vô kia là chết luôn rồi. Quái nhái cả bái thiệt. Nguyễn Việt Trường, hình như Gizu mạnh lên hả anh? Gizu không phải mạnh lên đâu em ơi. Tại anh xanh quá chữ nó vậy. Ê, tại thiệt. Niệm chú. Ý, đâu rồi. Đâu rồi? Ủa, nó chạy đâu anh em? Ủa, đâu rồi? Ủa? Bảo đảm xài là điện thoại bị cảm lạnh luôn nha. Bảo đảm xài là điện thoại bị cảm lạnh luôn. Tai nghe bờ luôn túi ngon không? Ok của đài, tai nghe ok đấy. Tai nghe mình test rồi nha mọi người. Tai nghe hàng là 9-10 với lại hàng ấy đấy, hàng xịn đó. Mà hàng xịn em mua tới gần 3 triệu cái lận. Còn hàng này thì anh em chỉ có hơn 300 ngàn thôi. Ủa nhưng mà anh em xài rất là ok. Đây để ngồi mình test tay nghe cho anh em bao nhảy luôn. Chào Đặng Trung Hiếu nha. Chu Hiệp, cố níu kéo trận di bờ thua nữa. Ê, đâu rồi? Ê, kìa. Đâu rồi? Rút lui. Sẽ thi đâu rồi? Ôi, quẹo trái. Bắt đúng được không? Kìa, combo. Ôi, chị Hùng. Combo đúng rồi, đặt mạnh tư sinh. Bắt ta thi lại. Điểm chú, bóp đích. Long cho đậu, la hán ủi xem bò. Ui, là trời, quánh rồi em ơi. Chào khung DLC nha. Con sò lạnh này là con tản nhiệt cho điện thoại nha mọi người. Tản nhiệt điện thoại đó, anh em nào mà xài điện thoại bị nóng á là tản nhiệt, giống như là tản nhiệt máy tính gì đó mọi người. Ê, lập được không? Nguyễn Sĩ, hello anh đấm, hello okay. Sĩ.
Anh không cần lắp ngọc hút máu phép và không nha mọi người, không cần lắp ngọc nha. Giống như là cái tản nhiệt máy tính vậy thôi anh em. Ủa nhưng mà nó rất là lạnh nha anh em ơi. Rất là lạnh. Ghidu tăng sức mạnh hay sao, đam to nha. Đẹp chú. Còn không rồi, còn không rồi. Ngộ không ơi là, ngộ không ơi, mừng ra tiền. Ghidu này, Ghidu 5-1 đó đem à. Con sò là, sò lạnh là hai loại. Cái loại này là loại quạt mát đó anh em ơi. Quạt mát thì nó có pin, nhưng mà nó quạt mát mát à. Nó giảm nhiệt độ chỉ giảm nhiệt độ ít thôi. Thì con này là 150k. Còn con sò lạnh á là nó lạnh dưới 0 độ C anh em ạ. Lạnh dưới 0 độ C, con đó là 290k. Con đó thì mấy anh em đặt mình giao hết cho mọi người rồi. Trần Văn Cường, xin bằng Ngọc Anh ơi. Bà Lu đâu rồi? Alo, alo. Ai nhậu bà Lu của tôi rồi? Mày hả bự? Trời ơi, trưởng cái kia muốn xỉu luôn. Cái gì vậy? Kệ con khóc nha. Ê, hú hồn chưa? Ê, còn một cú trưởng đằng sau. Ta cánh ở đâu? Trời ơi là trời lên anh em. Tiến công. Ê, chuẩn bị bóng bà Lu, chuẩn bị bóng bà Lu rồi. Chu Hiệp, dưới không độ có hại pin không cha? Không có đại. Pin mình 40+ mà dưới không độ. Pin chỉ có nóng mới nó mới hại pin thôi anh em ơi. Chỉ có nóng mới hại pin thôi. Ôi, chết chút này chú giữa chân không vậy? Ê! Combo! Bịt mẹ! Cái gì mày? Cái gì vậy cha? Hay nãy giờ thấy con Batman này là thấy không ổn rồi đó. Gì vừa mới phải rồi chứ. Phải lúa là đứng kế bên cho bồ hục. Trời ơi là trời. Cái điện thoại anh em mà chơi nóng lên là nó tầm 40 độ đúng không? Anh em lắp cái cục sò lạnh vô là nó giảm xuống còn 10+ độ. Là ok anh em, ổn áp. 10+, 20+ độ là ổn áp. Còn anh em để điện thoại mình 3+, 4+ độ lên tới 40+ độ bắt đầu FPS nó tụt. Cỡ 8 nút mà còn tụt mà. Rồi lắm, quá hay, bóp đít lông cho đấu. Mày hả bự. Batman à, chuẩn bị ra. Ừ hay quá, ta cánh. Dừng giao về miền Bắc không? Có anh em ơi, ship có toàn quốc. Ê. Mày không có rồi. Tìm chút quẹo cho rồi. Cú trưởng thật sâu. Bóp đít lông cho đấu. Cá mè một lứa. À, căng người ta. Càng nó chạy xuống đường dưới rồi mọi người ơi. À đè nó chết đầu tiên mới. Mày hả bự? Ôi là trời, 17 cái gì à đấy? Valet chết queo ơi. Valet chết queo rồi, ra kìa. Mày hả bự? Trưởng nó chơi luôn. Khóc cái gì mà khóc. Khóc cái gì? Lắc cái bông né cái chiêu. Lắc. Kìa, ba thằng một lúc. Trời ơi. À, tạ thần các em ơi, tạ thần, tốc độ. Nè, vô, tăng. Batman đâu, đi dò xét tình hình đi, lẹ lên, combo, lẹ lên. Ai kịp trời. Rồi, ok rồi anh em ơi. Theo tạ thần nha. Tôi từng hạ đấng IM map solo 1-1 ghê vậy ông nội. Phải đó thì quánh cái tôi nào với cha. Là chịu quánh 5-5 không hạ map solo 1-1. Lộn ông đấng nào rồi, giống phải ông đấng IM đâu, ông đấng IM quánh map 1-1. Lụm bao nhiêu thằng độc rồi đó.
Ê, lấm nó, tạc anh. Mày hả bự. Ôi, chấm máu kìa. Kìa, có quá. Thôi, thọc rồi. Này, Batman tôi đâu rồi. Ai chịu luôn rồi. Chịu luôn rồi đẹp ơi. Bài luôn, nó bùng vô, nó quýnh. Hòa Ken, sao không đẩy hai cánh lên em? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cháy đó. Mày á bự, đúng rồi. Legendary. Ở đâu có sự sống, ở đâu có tạc cánh đánh đâu. Trời ơi, lắc cái bông nó né cái chiêu này kìa vậy. Tài dân thiên này. Thanh Trang, sao không thấy trả lời vậy em trai ơi, cây cây cây. Sao thấy trả lời. Anh Thanh chat ở đâu vậy anh Thanh? Chào Hòa Kênh nha. Trời, Batman 49 AD27. Quái đạn thiệt gồ luôn rồi. Ra đi cái đường cây giấy. Quéo quá nè em ơi. Quéo 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 rồi. Từ từ rồi, từ từ rồi, đang căng Vegas đẩy cái đường dưới. Vegas đẩy đường dưới đi. Vegas đẩy đường dưới đi qua đây. Kìa kìa kìa, con khóc kìa. Đớp, đúng rồi. Phạm Mạnh, Haley. Từ từ, bao lét rồi. Lùi mọi người, đợi Natalia mới được. Cha ngốc tiền nha. Căng. Lùi cái. Cái gì vậy? Rút lui. Phải trưởng thiệt. Chiêu đợi tim anh em. Bóng rồi. Huynh Phan, chắc thua nữa quá. Ai phải lúc 11 thua nữa thì thôi bó sai chấm cơm. Rồi từ từ rồi, Na góc ngộ không các kiểu con là điểu đó. Chưa sao đâu mọi người ơi. Chưa sao đâu, từ từ đợi kiểu biết 1-8. Phải luôn. Cái gì với mấy cha? Mấy điều này chết luôn rồi. Mấy ông này là không có mang bao tài đúng không? Không có mang bao tài, không có... Phan Chí Cường, bởi thích coi like anh đấm vui vẻ đem lại tiếng cười cho người xem like. Đáng đẹp. Ê, toàn... Rồi từ đường dưới ra, ô tí chạy đi. Nó chôn luôn, trời lú cái mặt ra kìa, Núp bỏ lú cái mặt ra. Cái gì vậy mày Thanh ơi? Mày lui ơi. Từ từ. Ai núp bụi cái đó. Ai lú núp bụi mà lú cái đít ra là vỡ mồm. Ê, chôn con ngộ không lại. Ai không được, lui Batman. Ừ. Chạy đi. Thôi lui ơi. Đời bạc tình nhạt. Hello anh Y. Trời ơi. Ừ, nát bướm. Tấn công tướng địch. Velhen. Trời ơi, Velhen kìa. Yeah. Velhen. Kìa đâu rồi, mất rồi. Rồi luôn. Rồi luôn, 1-1 cũng ok. Xích đau. Hên là có cái. Ê, có cái quạt mát này cũng đỡ đây mà. Chứ quánh hồi trước tôi nhớ, tuần trước tôi quánh là 20 mấy phút mà combat là nó giật là ấy rồi. Nguyễn Tiến Đạt, thi anh. Bắt nó, bắt cho mát. Lôi, được chơi cho, Cẩn thận nha, Natalia kìa. Ui là trời đi. Ai dọn đường một chỗ này chắc quá, lắm đó. Ê, mày chống như là mày. Ui, đậu thành khi dễ là ta, xin lỗi của đây. Kìa, bắt. Cô độc vương vương, trận này xanh quá mà S-Net game nữa rồi. Không sao, Ban heo nó phun phép anh em à.
Từ từ nha anh em. Ê, qua chừng nó lụm cái đường của mình. Vegas đẩy đường giùm cái Vegas đây. Để ông AD ông đẩy đường, ngộ không nó cắp cái đầu một cái. Quánh bằng AD tôi nhát luôn rồi. Hai cần quá anh em ơi. Những trận như thế này phải có pin đầy đủ nha mọi người. Bởi vì đó anh em đặt cái cục sạc dự phòng của tôi thì với 400.000 anh em sẽ có cục sạc. Ê con bố sấy ừ ăn được tao thật rồi, quá ghê. Phải chưa đẹp. Quanh nó anh em lụm. Chói bọn này kìa. Từ ở đâu có sự sống, ở đó có tạc cánh ở đâu nè. Mày hả bự nát gáo. Phải đàn đàn rồi luôn rồi, còn mỗi Nalit luôn rồi. Thôi xong rồi, tan nát tim đập rồi. Anh em muốn tìm mặt Liên Quân Mobile vào ngay sắp đắng im.com, link bên dưới ghim comment nha mọi người. Còn anh em mua hàng điện tử thì anh em liên hệ Zalo bên dưới nha bà con cô bác ơi. Xin giới thiệu cho anh em cục sạc dự phòng 20.000 mAh, 20.000 nha anh em. Xin nhắc lại là 20.000 mAh, chỉ với 450k anh em được tặng một cục sạc trị giá 100k nha anh em. Chào anh. Hàng này là hàng có tem đàng hoàng nha mọi người, ngay cả cục sạc cũng có cái tem luôn nè mọi người. Tem chính hãng nha mọi người, hàng chính hãng nha. Hàng chính hãng đàng hoàng, có tem đàng hoàng nha anh em ơi. Cục sạc dự phòng. Liên hệ Zalo bên dưới ghim comment. Không bán đồ gần lên sẽ thánh nè. Cái đồ gần nó có cái nội tại là anh em lướt, sau đó anh em trưởng thường nó sẽ tăng đam. Bởi vì không nên bán nha. Cái đồ rừng anh em thấy gì quan trọng lắm đó. Ăn mục tiêu đồ là phải có đồ rừng mới ăn được. Cái đồ rừng nó sẽ tăng 30% đam lên quái rừng. Đó, hoặc là quái lớn. Tình chào Nguyễn Phúc nha. Hello im, hello thinh. Chào lạ ghê rồi. Rồi vô. Tù là trời. Chào Tỉnh Đổi nha. Chào bé Sơn nha. Còn anh em nào đặt iPhone. Đây, iPhone AirPods 2 350k nha mọi người. Tặng kèm cái tặng kèm cái đồ bảo vệ. Hoàng, đó. Sạc có bán trả góp không huynh đài chứ không có tiền. Tặng kèm cái đồ bảo vệ nha mọi người. Đồ bảo vệ iPhone 350k phờ ghi ship. Chỉ có tại kênh của Đấng Ý Mờ. $450 bao ship mà, đúng rồi, bao ship anh em ơi, mời ghi ship. Nó bỏ quá. Đây tôi test iPhone cho đẹp nha. Vô game cái test iPhone đây. Mình tướng ơi, dòng test iPhone cho mọi người. Huynh Phan, Sly anh ơi. Được nha. Được nha Quốc Đại ơi. Được nha Quốc Khải Quốc Đại ơi. Anh ấy vui tính là vậy là hắn ủi xe bò. Em ở Bình Dương mai nhận được không? Mai chắc là không đâu, tại vì mai anh mới gửi. Giờ này đâu có shipper đâu nhận hàng đâu. Mai gửi thì Bình Dương chắc tầm ngày mốt tới. Rồi giờ chơi gì đây? Chơi nhanh. Mọi người chú ý muốn nắp bay ra khỏi điện thoại luôn. Anh em cầm tay bao tay là muốn nắp bay ra khỏi điện thoại thiệt á. Đây test cái iPhone cho anh em. Đây iPhone đúng không? iPhone này là có chức năng gọi là sạc không dây luôn nha mọi người. Đây, đó anh em chỉ cần gọi là đây có kết nối sẵn đây nè, đó liên hệ nè, đó anh em tháo ra là nó tự động kết nối nha mọi người, chỉ cần lấy ra là tự động kết nối, đó đã kết nối rồi đó mọi người. Nguyễn Sĩ, lấy ra là đã em kết nối. Đặt hồi chưa mà? À đặt hồi chưa hả? Đó nó tự động kết nối rồi đó, đó lấy này ra là tự động kết nối nha anh em. Rồi đó, còn anh em mà ấy là anh em chỉ cần bấm vô đây. Đó, khi nào anh em không xài là anh em lắp vô lại. Đó, là tự động ngắt kết nối. Đó, rất là nhạy nha. Đó, đây là tai phone nha mọi người. Bluetooth. Giá thị trường 3 củ. Thành Minh, bảo đảm mua bao tay là Flo có người yêu. Tại sắp đất đi mờ, 350k tặng quà tặng, thờ ghi ship. Phải chữ thiệt. Liên hệ Zalo bên dưới ghi comment anh em ơi, 0357447350 hoặc là trên màn hình.
anh em nghe nói em qua tụi nó mài dao ướp bia chờ em qua tụi nó lượm kìa. Phạm Minh Tuấn bảo hành 5 năm không im. Cần đó bạn đăng ký nhận code game. Ồ, đăng ký nhận code game mấy này lừa đảo phải chữ thiệt, không có gì mà phải ghi mà nó cho anh em hết trơn. Và ghi nó cho anh em dòng họ nó không chứ nó liên hệ nhưng phải ghi cho anh em làm gì. Chào Phạm Quyết nha. Có nhiều người nghe nói là nhận code tướng skin miễn phí đăng nhập vô trang web của nó xong nó lấy luôn cái đích của mình, phải chữ thiệt. Lấy luôn cái đích của mình đó mọi người, đừng có bao giờ mà đăng nhập vô những cái trang web mà bậy bạ, nhất là cái ạc mình đang chơi. Chào mừng đến Bình không Nguyên có gì mà miễn phí cả đêm ơi. Anh ở chỗ nào cũng phải ở huyện Nhà Bè nha. Minh Hậu, huyện Nhà Bè thích mà la giữ vậy anh. Chào Nguyễn Minh Việt nha. Better, faster, and definitely stronger. Anh em mua hàng anh em nhắn tin Zalo mình nha mọi người. Hoặc là nhắn tin fanpage cũng được nha mọi người. Inbox fanpage đang livestream anh em ơi. Ngày nào anh cũng là đúng rồi. Đó, ngày nào cũng like mới tạo được cái độ uy tín cho người ta chứ em. Ôi, không có lộn à. Nghe đi. Em nghe. Ừ. Ok, chào Quốc Khải nha. Ôi, nó chọc tôi kìa. Cho em xin giá tai nghe, giá tai nghe 350k và ghi ship. Đúng rồi. Đó, sạc dự phòng là hàng chính hãng nha anh em. Việt Nam mình, bây giờ mình lấy giải không ghi mà đâu mà. Này hên xui của đại ơi. Nước người ta cũng không phải là dạng Việt, ở đâu Nhà Bè vậy bạn? Ở chung cư Đà Bạc Residence. I see dead demons. Từ từ ăn rồng. Lụm rồng. Dragon and Slayer have appeared. Lụm con rồng liền. Minh Hậu, phách mà la dữ vậy anh. Ta gọi là hàng ghép một một. Đã gọi là hàng ghép một một. Cũng sạc dự phòng là chính hãng anh em. Sạc dự phòng là chính hãng nha mọi người. Từ. Ui, lụm nó. Đúng rồi, lụm. Trời ơi, Yuka. Trời, chung tử tế, bên kia chung tử tế quánh quá quánh rồi. Nguyên Minh Việt cho đặt một cái tai nghe mình ở Bình Dương. Ok, anh em nào đặt hàng anh em liên hệ Zalo nha mọi người ơi. Nhắn tin Zalo bên dưới ghi comment nha, 0357447350 nha. Rồi đó, ăn xong gần xong cái về hồi máu. Ủa, pha con này là pha cháy máy liền. Chào Lộc Shadow nha. À, dạ em chào anh Lộc Shadow. Chúc anh một ngày vui. Lộc Shadow ạ. Quá người góp. Đức Nguyễn, lại tháng nhiêu? Lại tháng nhiêu hả? Lại tháng 30 ngày của đây. Tháng lại 30 ngày, có tháng 31 nha. Có, ôi ủa là trời bắn. Cờ ghiếp luôn rồi. Em đã gây ra bao lỗi lầm.
Hiền Lê, không chào em. Cục sạc dự phòng bao nhiêu? Cục sạc dự phòng 4.5, 20.000 mAh. 20.000 nha anh em. Căng 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 gì? Ông tăng chết rồi, không có đường cho bắn anh em ơi. Lại tháng nhiều tiền của đại hỏi chi vậy trời ơi. Lại gì đam mê thôi, tiền bạc cũng đại ơi. Tony Tèo, SCP vào thẳng chung kết rồi. Cục sạc dự phòng rẻ hơn thị trường nha mọi người. Rẻ hơn thị trường rất là nhiều nha anh em. Hàng chính hãng đàng hoàng nha, có tem bảo hành đàng hoàng nha anh em ơi. Đấy. Đang thông quan á. Bắn, 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 bắn. Bắn đi, cà phê người yêu. Trời ơi, mà trời. Ừ, Excalibur. Từ vẫn tai nghe đi hả? Tai nghe là một con hàng hàng rep 1 của con Airboss 2 anh em ơi. Đó là một con hàng rep 1 của Airboss 2. Giá thị trường của con kia là gần 3 củ một con. Nhưng mà con này chỉ có là 350 thôi. Nhưng mà chất lượng thì cũng 90 với lại con kia. Nên anh em nào mà anh em nào mà xài mà muốn xài hàng mà vừa đủ tầm á thì anh em nên xài con này. Con xài con này nghe cũng rất là ok. Độ delay cũng là thấp. Nó rất thấp nha anh em. À, độ nhạy cảm ứng cũng vậy, có hỗ trợ sạc không dây luôn. Con kia có cái gì là con này có cái đó. Có cục sạc nó hơn 20.000 thôi. Hơn 20.000 thì nặng lắm anh em ạ. Ui đậu xanh quá nhiều ulti trong một combo. Ê, đâu. Ê, phải nhái được 4 thằng anh em ơi. Chạy. Phải 5 thằng luôn, phải chưởng thiệt. Ây da. Đây là cục sạc dự phòng đây. Hàng Bonafone. Đây 20.000 mAh có tem là tem chính hãng đàng hoàng nha mọi người. Tặng kèm củ sạc. Tặng kèm củ sạc luôn, free ship luôn. Nguyên Minh Việt, trận này chắc thua rồi. Trận này chắc thua hả? Coi lại lượng tiền coi. Chờ 5k, tụi nó 4k mà, lầm nó. Con vợ ở nhà hơi nóng. Con thò có trị được không IM không? Mỗi lần mà nó gống cái mỏ lên á, cô Đài lấy cái con thò, cô Đài gắn điện vô, cô Đài đưa vô cái mỏ nó, đóng băng cái mỏ lại là không. Hết chảy kaka. Đóng băng cái mỏ lại luôn. Là hết nói luôn. Rồi sau cái mỏ nó tan ra, nó hết đóng băng, cái nó chôn cái Đài luôn. Ôi lẫm nó. Cái đầu xách con Alice này khó chịu quá anh em ơi. AD nó kìa, AD nó đang bắn kìa. Xong rồi, cà phê bên đây, chạy đi, cà phê người yêu. Ê, bại chữ thiệt. Ê, lắc nhẹ cái mông mà vẫn dính cái chiêu anh em à. Sạc dự phòng 4.5 anh em ơi. Đây 4.5. Đây cái cục sạc dự phòng đây. Nhưng mà tặng kèm cái củ sạc này nha. Tặng kèm cái củ sạc cho anh em. Tặng kèm cái củ sạc nhanh 2.1 ampe nè. Đó, còn đây cục sạc dự phòng đây. Đó, bật lên là anh em thấy pin nè, 4 mức pin. 25 50. 50%, 75% là nó có hiện cho mọi người. 20.000 mAh. Để tập trung lụm mấy này coi. Hơn thì cũng nó quách không lại cây thiệt chứ. Rồi nó xài chiêu kìa. Lụm. Ê, Juka vô kìa.
Lắm lắm. Tàng, đừng im qua pin vô trận có 4 thác S luôn không? Ai? Ủa nó cái được không? Ủa nó cái được không? Cho họ không mày. Mày ơi, bắn mà tự tin như gái con chinh luôn. Tập một kêu coi. Khô máu, khô máu. Đẩy hai chủ luôn của đây ơi. Cái ghế đó nhiều tiền hả? Cái ghế này là 650 đô. Bàn trường Nagrod, anh bán được mê em tặng 200 nhân. Ghế này ghế hàng tặng anh em ơi. Thấy mẹ em rồi. Bắn trụ đi, bắn trụ đi, bắn cái nữa. Ừ. Ông Spock làm gì vậy? Spock. Ui đó, đúng rồi. Ui là trời. Quái đạn này có quà AD kìa. Ui. Ui, bắn. Lui. Lui anh em. Không hợp rồi. Trang chiến phòng, trang chiến phòng có bảo hành anh em ơi. Hàng chính hãng mà. Cái này hàng chính hãng anh em ơi. Hàng chính hãng của Bonophone, của Hoco á. Nguyên Minh Việt, ô vậy bạn. Anh tặng em cái cục sạc với sạc dự phòng. Em giới thiệu bà chị cho anh cái gì vậy ông nội? Làm tôi bị gái gì? Chơi là chơi. Hai tử có chụp bọt tôi bảo kê. Chứ bọn tôi chạy nguyên đường vòng luôn. Chạy quẹo qua bùng binh. Ông gặp đèn đỏ nữa đây mà. Ông gặp đèn đỏ nữa cái ông đứng lại cái. Làm quánh không có được gì hết trơn. Có quên đồng đội mà ông đi gặp bùng binh rồi ông còn quẹo, ông gặp đèn đỏ nữa. Chịu ơi. Thế Mỹ, dự phòng đó có chế độ sạc nhanh không đấng? Có sạc nhanh anh em ơi. Lụm nó, lụm nó, lụm nó. Rồi quánh đi, quánh đi, quánh đi. Quánh đi, tên mình cũng không thua tên là đâu. Quánh đi, quánh đi. Tôi làm sao tôi bắn hết anh em ơi. Yuka đâu ơi. Đây, nó bọc đầu ra, bọc đầu ra. Nó quẹo qua một binh, nó quẹo trái ra nè. Cái đâu, cha đâu, cha đứng lại đây. Đứng lại. Ây da. Thằng này, này. Quay lại lụm này. Ừ. Trời ơi, Yuka để được giữa ơi. Sạc dự phòng này là tặng cho anh em cái củ sạc 2.1 ampere là anh em sạc dự phòng vô cũng lẹ. Lỗ cắm đường ra nó cũng lẹ đó anh em ơi. Lỗ cắm đường ra là tối đa là 2 ampere. Đó anh em muốn gắn gì sạc nhanh á thì anh em sạc nhanh. Hello anh đấng, ôm cái coi hello Thành. Cái bao tài với cái quạt mát hả? Cái bao tài thì 70k loại VIP. Cái loại mình đang xài đây là loại VIP 70k. Còn cái tản nhiệt, tản nhiệt có hai loại, một loại thường là mình đang xài đây là 150k là chạy quạt. Cái loại này thì nó mát mát ít ít thôi anh em. Nó chỉ giảm khoảng được 4-5 độ thôi. Còn một loại VIP kia là loại siêu lạnh là nó giảm maximum luôn. Loại đó là nó giống như là tủ lạnh gì đó. Loại đó là 290k. Rồi từ đó, support lên đây, support, support, support. Bóp. Còn bên kia còn nào đây, còn Alice. Đủ. Cậu về đi, đúng rồi. Ủi nó ra, ủi luôn hàng này, nó quánh biết nào. Mày hả bự, combo mày luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, quánh mày luôn. Tự tin như gái con chinh luôn, bắn luôn. Ê, Yubaka. Hai quái đạn đi. Em đã gây ra bao lỗi lầm để tình yêu chúng ta bây giờ chia hai. Đây nó có hai cái chất cắm ra anh em, đây nó có hai cái lỗ cắm ra nè, cái đường ra hai cái lỗ là mỗi lỗ là 2 ampe. Đó anh em nào mà muốn gắn sạc nhanh thì anh em đưa cái dây sạc nhanh vô là được, đưa dây sạc nhanh vô. Sài Gòn đặt bao lâu là có? Sài Gòn ví dụ của đài đặt hôm nay đúng không, ngày mai mình giao thì chậm nhất là ngày mốt là có. Của đài ơi, chậm nhất ngày mốt là có. Còn nếu mà nhanh thì có thể là ngày mai là có luôn của đài. Tùy theo cái ông là nhận hàng của mình á. Ông có tới nhà mình sớm hay không? Nếu ông tới 8 giờ sáng là có thể là chiều của đài có luôn. Hello Im nha, hello Minh Son. Chào Minh Son nha. Lâm luôn. Ê. Ê, căng, căng, căng. Từ từ, từ từ, nó bụi. Trời, 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 trời
bắn cái phi tiêu một nó chắc nó đi bụi luôn quá. Ơi AD nó yếu máu rồi, đơm luôn anh em ơi, đơm luôn. AD nó yếu máu rồi, quất luôn, mở con bát đúng rồi. Bắn cái gì vậy? Kìa chúng ta kìa, chúng ta kìa. Chúng ta kìa. Đúng rồi. AD nó kìa. Thấy mẹ của nó đi bụi hết trơn rồi anh em ơi. Oanh luôn. Giờ like 10 giờ Facebook thông báo là sao? Mãi nhái của mãi chip một kêu. Ai căng vậy ta? Căng rồi anh em ơi. 9 giờ like 10 giờ. Bán gì bán sạc dự phòng tai nghe bao tai thò lạnh đó anh em ơi. Mua sạc dự phòng anh em ngon rồi anh. Anh em nhắn tin Zalo nha mọi người, nhắn tin Zalo mình để trên màn hình hoặc là bên dưới game comment nha. Trang bị chưa hồi. Càng game càng. Ông đi xin tôi nghĩ ông lên chút quả cầu bằng thương đi. Thôi đừng ăn, đừng ăn con tà thần anh em ơi, từ từ rồi, nó ùa vô là bẩm không. Đợi AD nè. Từ từ AD đi đường vòng vô phía sau nha, nó quẹo ra đó. Rút lui. Văn Lý, bán kiếm vậy anh. Từ từ. Ây da, đang kìa. Đơm anh em. Ê, nếu máu à, đơm, đè qua nó. Ủi luôn, đúng rồi. Chắc nó mở mồm rồi. Vinatun, quẩy đi. Không trong rồi. Nó muốn win luôn mấy này. Hai này mà. Ai phải trưởng thiệt, bấm vào bằng xương mà đầu xanh bấm không được, coi thua luôn rồi. Nguyễn Văn Lực, sò lạnh bao nhiêu anh ơi? Em đã gây ra bao lỗi lầm. Muốn mua cục sạc giống của anh em mới chịu. Hàng của anh bán là anh xài luôn đó. Y chang luôn em ơi. Y chang luôn cục sạc này. Y chang luôn. Em ai nháy cả máy thiệt. Miền Bắc dự phòng bao giờ? 3 ngày qua đây ơi. Miền Bắc tầm 3 ngày nha. À, chịu không nổi rồi. Quéo cà cua. Bán em bẻo bên mày đây hả? Huynh Phan, cay ghê. Căng. 359328 anh em ơi. Trời ơi, cạp hay đi no bờ gồ. Cạp hay đi no bờ gồ chơi gò nha. Rồi vô nha. Đây là tác hại của việc băng heo cuối game. Phạm Phi Hùng, vẫn tặng kèm sạc nhanh đó à? Đây anh em mua cái cục sạc là mình sẽ tặng sạc, tặng kèm cái củ sạc. Tặng kèm cái củ sạc nè anh em. Củ sạc này củ sạc nhanh nha. Củ này là mắc là 2.1 ampe. Đó, sạc nhanh vô cái cục này anh em khỏi phải xài chung với lại cái hàng ở nhà. Cho quả tản nhiệt con sò. Đi shop ơi. Ok, nhắn tin Zalo đi quý đại ơi. Là 450k anh em ơi, free ship nha. Bàn trường Nagrod, mai đi anh. Chào bàn trường nha. Hai trận rồi vô vẫn không kịp hả? Thấy Udai này quá tốc độ rồi.
450k anh em ơi, 450k nha. Sạc này là 20.000 mAh nha. Vô web nào coi sản phẩm mà chưa có web sản phẩm anh em ơi. Hiện tại chỉ có web sắp đặt thôi, còn sản phẩm này chưa có. Red tại mới bán mà. Flash đi người anh em. Có sạc, sạc có dây không ạ? Có chứ anh em. Đây cái dây của cục sạc đây. Này là nó đi chung với cục sạc sẵn rồi. Còn cái cũ sạc này mình tặng kèm. Cái này là mình tặng kèm anh em ơi. Chào Thiết Hưởng nha. Này là này là bán trực tiếp anh em ơi. Tại vì nếu mà bán mà mua sạc dự phòng được tặng sò lạnh không im. Trời ơi, sạc dự phòng hỏi tặng sò lạnh đó. Tặng đó tôi nghỉ bán sớm luôn. Đó cái cục sạc anh em thấy trên màn hình đó. Cái con mà sò lông trên màn hình đó là chính là con này nè. Nó y chang con này luôn nha anh em. Còn hiện tại thì mình giao hết luôn. Hồi bữa mình có một con xài nhưng mà quân đài kia hối quá, mình giao cho người ta luôn rồi. Ngày mai thì nó về. Chào Dương Tam nha. Sạc dự phòng 450k nha anh em ơi. 450k nha. Tặng kèo cho anh em củ sạc nha. Củ sạc, củ sạc nhanh. Đó, liên hệ Zalo nha mọi người. Zalo bên dưới ghi comment nha. Zalo nha anh em. Số Zalo là 0357743350. Nghe hấp dẫn quá mà kẹt tiền có cho mua nợ không? Mặt cười nhanh răng. Quay một cười. Đó, cái sạc này là hàng chính hãng nha mọi người. Hàng chính hãng có tem đàng hoàng nha. Mình giao là giao nguyên hộp nha, chứ không phải là giao cái cục này không nha anh em. Nguyên một hộp này với lại cái củ sạc này luôn nha. Tặng kèm cho mọi người. Đó, hàng chính hãng có tem đàng hoàng nha anh em. Có tem gọi là tem chống hàng giả đàng hoàng. Tem của Polyphone 20.000 mAh. Hello Huy Nguyễn nha. Cái áo đó giá bao nhiêu mà nào, bán áo của đài. Bán cứ là bán hàng điện tử của đài. Hồng Diễm, có bán giáp hồi sinh không im? Chào Long 2.9 anh em ơi. Chào Long 2.9. Chào Long tản gì điện thoại á. 2.9. Ok Phạm Phi Hồng nha. Quảng Nam bao nhiêu lâu à? Quảng Nam từ 2 đến 3 ngày của đài. Tùy theo là của đài có ở trung tâm hay là ở ở dưới xã. Nhưng mà dưới xã thì nó hơn một buổi nữa. Thêm một buổi còn không Thành thì nó Minh, tầm 2 ngày. Hello, chào Thành, chúc bạn xem livestream vui vẻ nhé. Hả? Có. Sài Gòn hả? Sài Gòn thì mai gửi thì tầm nếu mà mai gửi sáng thì tầm chiều có. Còn nếu mà ông kêu ông nhận trễ thì tầm ngày mốt có. Tai nghe 350k anh em. 350k tặng kèm cái cây nha mọi người. Tặng kèm cái cây bảo vệ nha. Rồi giờ là mình chơi cái bao tay, mình test cái bao tay cho mọi người. Đó, test cái bao tay này xem cái độ nhạy của bao tay. Anh em nào mà tay bị trơn hay là tay bị khô là anh em lụm cái bao tay nha. Hải Dương cũng tầm 3 ngày của đài ơi. Ok, Bina của đài. Ôi, đừng có đứng nhìn em như vậy. Phải chữa thiệt. Trời ơi. Chuỗi màu đỏ. Anh đứng vẫn còn của đại ơi, nhưng mà bị bên Facebook đang gửi cho mình cái lỗi đằng sau nè. Mày gửi cái 2-3 tháng này chưa được nè. Không biết ông nội nào bữa tặng sao ảo hay không. Ăn cắp tiền của
ổng hack cái tài khoản của bên Dubai á. Xong cái ông vô ông tặng sao ảo cho mình. Cái bên Facebook cái nó biết được cái nó cấm luôn, quải nhái gà máy thiệt. Cái gì? Cái gì vậy cha? Hú hồn, thứ ba lên chơi. Lẩm nó, Mina chơi luôn Mina. Lẩm móc. Móc. Đúng rồi, quá hay. Cái đầu ra mở mồm luôn đấy. Đấy, đúng rồi. Trời ơi, hay quá, cái nữa. Ừ. Căng căng căng. Ê, lửa mẹ lên kìa anh em, lửa mẹ lên, lửa mẹ lên. Tập hợp. Rút lui. Rút lui. Từ 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 từ. Quánh quánh này. Ừ. Xem đâu. Ôi luôn rồi. Quá nháy cả máy này, nó bắn một quánh hai quánh nóc lại anh em ơi. Riêu mới được rồi, khô máu anh em ơi, khô máu. Gì đùng rồi, chơi chữ đồ tôi quá chữ rồi. Mina đang quẩy kìa. Đấy đó. Ôi vãi nháy các bạn. Tập trung sức giao tranh. Không bắn được. Vãi nháy rồi em ơi. Ôi vãi nháy các bạn thiệt AD tôi sao có 1.100 tiền vậy. Không ổn rồi, không ổn rồi. Nguyễn Bảo Yên, em muốn lắp ra vô chưa nghệ lắm toàn bị ngược chiêu hay không? Có mèo đâu, có mèo đâu. Ai phải chữ thiệt. Này nó bay 5 phát luôn em à. Bắn bắn. Trời ơi, bắn đi, bắn tự tin như gái con chim đi. Bắn tự tin lên. Nãy con mẹ chơi không lại kia rồi. Ôi thăm ngàn. Ăn AD tôi là dí ca. Dí ca DA hay gì vậy? Anh Hưu Đài là định là thiếu KPI của tháng à. 5 phút chết 5 mạng. Và nó đi đẹp farm. Đẹp farm là chỉ số lên dĩa à. Bắn luôn chúng ta. Còn kia nó 4k tiền luôn. Kia nó 4k tiền luôn em. Rồi đoá đạo luôn. Rồi ai chơi lợi nó chơi. Lê Văn Tuấn, chào anh nha. Chào Lê Văn Tuấn nha. Quýnh lệnh không? There is no mercy in war. Ôi lu lu của đại ơi. Tony Tèo, bá vô mà nút. Farm đi mọi người ơi. Ôi ôi, ý là ghi đu đó mà là không lên đồ hỗ trợ đó nghe. Nó mà lên đồ hỗ trợ nữa nghe, nó giàu như. Nó còn giàu hơn nữa nè em ạ. Tập hợp. Your tower has been destroyed.
Mina đâu, Mina đâu? Tập hợp. NPC Phương, team nó toàn sốc đam lên đao thiệt nghề anh kìa. À, gấu đẩy luôn, gấu ơi, gấu đẩy luôn. Hai chủ gấu ơi. Minh Tường, lát anh chơi thế phanh đi. Lát anh chơi thế phanh đi là có con gì vậy? Con đờ flash à? Bị bắt chắc không một. Thôi một bảy thiệt. Cái đầu chán. À đây nè. Đừng ai nghi ngờ tôi anh em, đừng nghi ngờ tôi. Hãy tin tưởng tôi. Hãy... Hello chị Google, chào. Hãy dành nhau, hãy dành nhau, hãy dành cho nhau một cái sự tin tưởng đi. AD lên được trên farm đi, đừng farm blue của tôi. Hãy dành cho nhau một cái sự tin tưởng đi mọi người. Đừng nghi ngờ nhau anh em ạ. Đừng nghi ngờ nhau anh em, đừng nghi ngờ tôi anh em, đừng. Hành em coi bán bao tay cho nó đi Minh vãi thật. Tôi đang chạy tới. Ai bán bao tay cho ai, bán bao tay cho. Bán bao tay cho AD, AD có mua bao tay chưa? AD có mua bao tay gì vậy? Không, không có bao tay đúng không? Nghe hiểu luôn, không có bao tay nó vậy đúng rồi. Đâu có đòi hỏi được anh em. Ê đừng ăn ăn bà luôn nghe ông. Ông AD đừng ăn bà luôn với bữa đại. Họ luôn lên luôn cái thanh kiếm. Đánh theo kiểu gọi là nhấp nhã thì mình sẽ lên theo kiểu này nha. Mỗi người sẽ có một lối đánh nha mọi người. Anh em lên down là anh em đánh theo kiểu nhấp nhã chứ không phải lao vô combo chiêu cuối nha. Đờ kim, bóp S20 chưa thấy đâu y. Đó, đánh theo kiểu nhấp nhã. Chờ cơ hội bay vô chứ không phải là bay vô mở combat. Còn ví dụ anh em lên dam anh em có thể bay vô mở combat đầu tiên luôn. Đó, bay vô bay ra nè, đó, cứ bay vô bay ra thôi. Đó, quánh theo kiểu này nhấp nhã thôi, chứ không phải là bay vô kiểu combo. Đó. Đó, bay ra bay vô. Đó, cứ bay ra bay vô rồi. Đó, cứ vậy đó mọi người. Hành Minh, thấy chưa nhấp bay ra khỏi điện thoại kia. Nắc có bao tay nè bạn, nắc có bao tay nó khác biệt liền. Phải dạng mà mẹ đâu anh em. Phải dạng là cái này, cái này. Nó phải dạng mà mẹ đâu mọi người. Cái độ nhạy của nó là mắt binh anh em. Đó, nó phải dạng mà mẹ đâu anh em. Tốc độ bao tay mà nó tốc độ là 900 km/h mà. Rồi đập chủ nó. Rồi để chỗ đây, để chỗ đây. Đẩy trụ đi mọi người, đẩy trụ đi AD nó dưới, AD nó dưới, AD nó dưới rồi, bật trụ lên, bật bật chiêu mộ lên bắn luôn của đại ơi. Nó chạy ra liền. Đúng rồi, chạy chiêu vòng 20.000 mAh. Rồi luôn lên dĩa. Ôi AD tôi được 48 rồi em ơi. Ok ok rồi. Tuấn Anh Phạm Nguyễn, hello. Chào Phạm luôn nha. Chào Tuấn Anh Phạm Nguyễn nha. Phải giờ mới muốn nát đâu mọi người. Trước khi mà tôi quánh con Gidu là tôi quánh con nát này phải tầm như 670 mấy trận ở nick cũ á. Cái nick Fegaluja á.
mà con này lâu lâu mới đánh chặn ơi. Rồi rồi. Thành Minh đắc gắn bao tay khác gì vậy một nhìn. Từ nó của đây nè. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Valet chuẩn bị lên đây nè. Ô Valet, Valet nó có lên không? Bùi Thành Đạt, hello im dạo này thấy chơi nắc ok nha, hello Bùi. Mấy tẩu ba tay của đây. Nó bụi, nó bụi, nó bụi. Chú ý xe gia. Cho tôi gần AD. Hãy cho tôi gần AD, ấm ba la cà nai chứ mọi lắc xi ngầu gan AD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lắc xi ngầu gan AD. AD mình kìa, cẩn thận kìa. Rút lui. Văn Nam, hello. Cẩn thận, đợi mít mình anh em ơi. Nó đang chờ cái gì anh em? Tập hợp. Phải luôn, thấy hai thằng ở đây. Chạy 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 căng. Thôi đừng nha, đừng đợi ông kia ông sấy đi. Cứ từ hết chiêu anh em mình lui ra. Đợi AD nè. Tem 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 tem. Hai đạn thiệt. Ai nó canh tôi gọi em ơi, vô bà ca. Chăm trọng lực, đúng rồi. Ui đâu, cho nó bắn kia coi. Bắn 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 đúng rồi. Kìa kìa kìa, không vợ không vợ không vợ không vợ, Mina Mina không vợ không vợ. Ai căng ghê các em. Móc, đúng rồi. Trời ơi, tay hụt luôn rồi. Ai căng gì anh em. Nít lên dĩa nè cu. Lên dĩa nè cu hình như là. Trời ơi, nó bắn AD tôi còn có chấm máu. Rút lui. Cái AD team địch nó xài gọi là đạn cối. Còn AD team mình xài cung về sau bắn lại anh em ơi. Thằng thì công nghệ hiện đại. Thằng thì còn chơi gọi là chơi gọi là chiến tranh hồi đó là sao cũng lại. Đúng rồi, đái nó. Nước đái xong hàng ngày quá. Thông cảm cho AD mình anh em ơi. AD mình xài cung bắn sát thương rất là thấp. Còn kia nó xài cái súng súng đạn rồi sao đỡ. Từ từ, AD ở đâu rồi? Hình như có thằng chuẩn bị ra đây nè. Thằng này thằng Gidu. Quang AD. Quá ok. Rồi, đẩy giữa lên em ơi. Coi 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 coi. Rồi, đái nó. Rồi, chuẩn bị vô nè, vô nè. Đi chắc em ơi. Rồi sao quýnh tem chắc queo quá trơn anh Mina thôi. Sao còn đầy cái máu gì. Quéo luôn rồi anh em ơi. Lũi đi Mina ơi. Sao này không thấy tôi. Muốn mua đồ đặt hàng ở đâu ở Zalo anh em ơi. Bên dưới ghi comment đó mọi người. Hà Công Diệp, không thấy thông báo luôn. Quá lạnh lùng. Quá lạnh lùng đây mày. Phải lạnh như vậy. Lạnh như con thằng lạnh tôi đang bán gì đó.
Phải lạnh như vậy anh em. Đang tới. Lạnh lùng, sự lạnh lùng. Quyết đoán lạnh lùng. Như là đội tuyển Việt Nam. Phải nhờ cái đô bao tay này thôi anh em. Phải nhờ cái đô bao tay này thôi. Ôi, bán hàng được rồi. Bán đồ mà có những pha như thế này. Là tướng phép đi rừng xem mấy con này chán. Lụm lúa, lụm lúa, lụm lúa, lụm lúa. Thương hiệu của bà là tướng phép đi gần à. Đâu mình xuống, mình test thử cái bao tay của đài, test thử cái bao tay phải quánh mấy con múa múa này chứ. Test cái độ là nhạy của bao tay anh em ơi. Test cái độ nhạy của bao tay này, mình phải bán hàng, mình phải test thực tế anh em ạ. Phải test thực tế mới được. Tẩu. Tẩu ngay một đôi, đúng rồi, tẩu ngay một đôi liền anh em. Có bán sò không anh ạ? À? Bán sò lạnh nha. Sò lạnh tản nhiệt điện thoại anh em ơi. Alice zoom đi im. Tập cục chơi gọi của đại ơi, tập cục chơi gọi, tập chơi gát như cũng chơi gọi nè. Tập chơi gát chơi gọi nha. Ai chơi gọi mình cho người khác nha. Rồi vô. Rồi đại ơi, chơi gọi, tập chơi gát như chơi gọi nè. Trời ơi ông nội đâu quật cái loại vậy. Rồi giới thiệu anh em là đây chính là cục sạc dự phòng 20.000 mAh cho mọi người, 20.000 nha, nhắc lại anh em là 20.000 mAh. Có nghĩa là nó gấp đôi cái cục mà 10.000 anh em hay xài. Đó con này là trị giá là 450k tặng kèo cho mọi người cái củ sạc. Tặng kèo cho mọi người cái củ sạc để anh em sạc cái này chó lẹ. Củ sạc này 2.1A nha mọi người. Đó đây là hàng chính hãng đàng hoàng nha, có tem đàng hoàng nha mọi người. Giao cho anh em là full hộp đàng hoàng nha anh em ơi. Củ sạc cũng trong hộp đàng hoàng nha, chứ không phải củ lô nha. Củ trong mấy cái củ mà anh em mua ở cửa hàng này nọ nó củ lô đó, nó không có mấy cái nó không có cái hộp. Đó con này là có củ đàng hoàng, quà tặng cũng củ trong hộp đàng hoàng luôn nha. 450k free ship. Cho xin giá bao tay thần thánh đi ạ. Có bán trả góp không im? Bao tay thần thánh là bao tay thần thánh. Từ từ để tôi quên, tôi bịch con này cái nè. Kali đi cực. Để tôi Kali cho ông nội. Để tôi đi gần, để tôi đi gần, để tôi đi gần ê. Bao tay 70k. Bao tay 70k anh em ơi. Có hộp đàng hoàng nha, hàng cũng chính hãng nha anh em. Có cục sạc 30.000 mAh không anh à? Không em ơi. Cục đó này thứ nhất là nó nặng lắm. Minh Thống, alo Minh Đài. Thứ hai là cục sạc, mình nghĩ là cục sạc 20.000 là nó ok rồi. Nó vừa tầm rồi. Cục sạc 30.000 thì hơi khó bán nè. Cục sạc có cáp không? Có cáp nha anh em. Có cáp nha. Cái cáp của nó đây đi kèm với cũ là có cáp. Còn cái cục sạc là mình tặng kèm nha anh em. Cái này là tặng kèm nha. Tặng kèm cũng là hàng chính hãng cho mọi người, chứ không phải tặng tầm bậy tầm bạ nha. Tặng cũng có tem đàng hoàng nha. Tem chính hãng đàng hoàng. Đó. Còn đây là cục sạc dự phòng. Dành cho những anh em nào mà có nghĩa là đi làm xa hay là kiểu như là không có cắm được ổ cắm điện á. Đó thì anh em xài cái con này. Anh em có thể là chơi game là ví dụ như con iPhone của mình là tầm phải hình như là 3.000 mAh đúng không? Thì con này sạc phải 6 đến 7 lần. Đó anh em, cái con này là mình lựa chọn cho anh em cái con có hai lỗ luôn. Hai lỗ để chi? Một lỗ là anh em cắm cái điện thoại. Cái lỗ thứ hai là anh em cắm cái con sò vô, cái con sò lạnh của mình á. Đó. Đó anh em cắm cái con sò này nè, đó. Đó, cái con sò này nè, cắm cái lỗ này nè. Đó là anh em chơi là hợp lý luôn. Trời ơi trời, bán hàng cũng liên kết luôn anh em à. Bán hàng mà hàng hóa là có liên kết với nhau luôn. 450k free ship. Sạc dự phòng 450k free ship. Đây 20.000 mAh. Đó, nó có bà, nó có cái số nè. Ở này có 4 mức pin là 100%, 75%, 50%. Đó đây anh em biết là nó còn bao nhiêu pin. Có bảo hành không? Tất nhiên là hàng chính hãng, tất nhiên có bảo hành rồi mọi người. Hàng chính hãng thôi coi, cái này bảo hành hình như là 6 tháng thì phải, 6 tháng. Sạc dự phòng, bảo hành 6 tháng.
Em đã gây ra bao lỗi lầm. Chào mừng đến bình nguyên vô tận. Có trả góp không anh ơi? Trời ơi là trời. Anh bán hàng là không có sáng tháo. Anh bán là không có qua một cái sàn thương mại điện tử đâu hết, nên không có mất phí, nên là giá ra rất là rẻ em ơi. Giá ra rất là rẻ rồi đó. Đó, còn cái con mình đang xài là con quạt tản nhiệt nha. Này con là gọi là quạt tản nhiệt. À, còn con sò lạnh là cái con sò nó lạnh luôn anh em ạ. Nguyễn Hải Chi, anh có bán ốp lưng không ạ? Bán ốp lưng à? Hiện tại ốp lưng làm đang không kịp giao cho khách, là chưa có quảng cáo lại. Vẫn có làm, vẫn có bán ốp lưng. Ốp lưng theo yêu cầu, nhưng mà hiện tại là làm không kịp cho mọi người. Chắc phải tuyển nhân viên làm thêm quá ta. Rồi mở đổi 1-1 nha anh em ơi, không tính rồi. Lỗi kỹ thuật thôi nha mọi người. Đừng về đây em cầm cục sạc ra, anh em lấy dao anh em chặt xong anh. Rồi kêu bảo hành là không được nha. Xong rồi cái giận nào xong lấy cục sạc chọi người ta rớt banh chành hết trơn, người kêu bảo hành rồi. Quéo luôn. Lỗi ví dụ là nó bị lỗi kỹ thuật. Hỏi là bên mình sẽ bảo hành cho. Nhưng mấy con này là hàng chính hãng nên là khó lắm. Tony Tèn, thời buổi kinh tế khó khăn nên đấng bán ô loại nha anh em. Lẻ bị, muốn khen. Chuẩn bị bán đồng hồ luôn nha anh em, nào mua đồng hồ mà mua đồng hồ VIP là liên hệ luôn nha. Đẩy mày luôn. Chào Trần Hoàng nha. Ui ui ui. Trần Hoàng, thì anh. Ngồi đúng rồi, thôi đấu chặt nó. Nó quật ghê quá đẹp, nó quật ghê quá. Bỏ bài. Quá quậy rồi, đội quá quậy rồi. Hay nó giết được một mạng xong mà nó quậy như cái máy vậy. Sò lạnh thì 290k anh em ơi. Sò lạnh là cái con mà hiện trên màn hình đó mọi người, nó y chang con đó đó. Black, cho em mua chảo chống dính ạ. Em đang cần mua đồng hồ, ok em mua đồng hồ. Chuẩn bị tầm tuần sau, đầu tuần sau là anh bắt đầu bán đồng hồ đó. Em mua đồng hồ của anh là coi như là vừa đẹp vừa rẻ, vừa chất lượng. Em mang em ra đường, em mang cái đồng hồ của anh em ra đường, người ta tưởng em Phạm Nhật Vượng không á. Hoài Lâm, tìm bán thêm BCSD bao đắt khách. Từ từ. Về bán bao ché là ba con sói à? À thấy mấy đứa mà mấy nhỏ mà nó hay vô comment gì Zalo đồ các kiểu đúng không, mấy đứa đó trời, mấy đứa đó chắc mua nhiều lắm à. Mấy đứa đó chắc thì thôi, nó mua chắc ngày nó mua 5-7 cái quá. Có Rolex trong anh, Rolex hấp lót sẽ bán hai loại đó. Đầu tiên nha, Rolex hấp lót mang vô anh em, người ta tưởng Phạm Dịch Dượng không. Ê động tay nó chơi động kia. Đấy đó đó đó, trời vô trụ. Ê vô trụ hai ẩu quá đi ba. Có bán đồng hồ quay ngược thời gian không em? Có Rolex không ạ? Rolex đấy. Bán là bán Rolex với lại hấp lót á mọi người. Từ để đồng hồ này chắc anh em phải coi mẫu rồi anh em mới mua được chứ. Nó chứ đâu được. Để tôi ấy về cái nè. Nguyễn Phước Nhân, Lô Anh. Con sò lạnh áp vào điện thoại nó có bị tụ nước trong điện thoại không im mà không có đại ơi. Điện thoại mình lúc nào nó cũng nóng hơn là bên trong, lúc nào nó cũng nóng hơn gọi là không độ làm sao mà tụ nước được. Cái điện thoại mình là chừng nào mà nó âm độ luôn á
trừ khi con sò lạnh mà nó âm mấy chục độ á thì mới tụ nước trong điện thoại được. Còn điện thoại mình mà gắn con sò lạnh vô đi nữa thì nó bên trong nó tầm là tầm 18 đến 20, 21, 22 độ thôi. Chừng nào mà nó dưới 0 độ nó mới tụ nước được chứ. Gầu luôn rồi, gầu luôn. Thôi xong rồi. Nhái được. Để nó bắt là vỡ mồm anh em ơi. Càng. Đứng đấy xong rồi nè. No. Ê. Bảo Vũ lên qua tao mày quá. Trận sau lại luôn đi về. Trời ơi, bắn cái tiêu vậy? Ai cần gì anh em? Phải đại thì em thủ cái chỗ cũng khó nữa. Này người ta gọi là đái sắt này, mặt cười lộn ruột. Chào Văn Hùng nha. Trời ơi, 5k tiền rồi kìa. Ê, nó 5k tiền rồi anh em ơi. Chấp hàm nhé. Nguyễn Ánh Như, chào anh. Chú ý trụ. Ê, tôi xong rồi đậu, cho nó lớp... Tập hợp. Nó lớp 11, tôi mới lớp 9 nào, quýnh kiểu gì anh em. Đâu cho nó lớp 12, tôi mới lớp 10, nó sắp tốc kẹp rồi. Học sinh lâu quan không thể nào quánh với là học sinh giỏi được. Nếu mồ gồ bót máy cô gồ bớt máy là sao vậy? Anh Tuấn, đấy là vạn kiếm phi tông hay hơn. Mặt cười lộn ruột. Từ. Thủ. Có đồng hồ bàn phím không mà. Đồng hồ mà điện tử à? Thôi rồi mọi người, team play game anh em ơi. Team play game, thủ đi. Phòng cá chép, sao nay thì dậy anh. Bị cho nó là hơi ép chút xíu rồi. Vẫn chơi được mọi người ơi. Mình thống anh bóc Zalo đi quý đại ơi. Phải đạn này. Đấy, một mình thằng kia nó 7.100 tiền. Nó quật thì ai mà đỡ nổi. Bóp lưng bao nhiêu tiền vậy anh? Ấp lưng thì 99k. Ấp lưng thì đặt hàng hình theo yêu cầu. Trời, quánh rồi. Thôi xong. Rồi luôn. Tập trung sức giao tranh. Rồi luôn. Từ rồi, đừng quấn anh em ơi, đừng quấn. Thủ. Tự thủ. Chu Hiệp, nay làm chuỗi thua hay không cha? Mặt cười lộn ruột để biết khỏi vô phòng. Kìa. Rồi luôn rồi. AD từ qua AD, trời ơi là trời AD, đừng để nó xích qua đây.
Đấy, nó bắn, nó bắn này. An ally has been defeated. Holy dragon has been defeated. 520, quá dữ thiệt. Chạy điện thoại iPhone mấy, iPhone 8 Plus nha mọi người ơi. Tuần Anh, ít mấy vậy anh? Thủ đi anh em ơi, thủ đi. Cú dê, đại ơi. Lẩm nó lại. Đừng chết nha, đừng chết nha. Tấn công tướng địch, Angel. Từ từ, đừng quýnh nha, anh chủ đó, anh chủ quay. Lính cho anh trái anh em ơi. Chậu qua nha, không quánh nha. Ấy, hơi ẩu ơi. Gớt rồi anh ơi, từ từ anh em vẫn còn anh em ơi. Cơ hội thấp nhưng vẫn còn. Nguyễn Ánh Nhi, điện thoại nào chơi game ngon nhất à? Ngon nhất hả? Chắc là mấy điện thoại mà gaming với lại cái iPhone 13 và Pro Max á. Không nghĩa thôi. Đúng rồi, quánh nó. Rồi luôn, đi yếu rồi. Ai quái đẹp thiệt. Ai thấy bị ấy không ai câu bờ luôn. An enemy has been defeated. Enemy dominating. Phòng cá chép, thòi xóp. Enemy legendary. An enemy. Bắn lên đi, đúng rồi. Enemy double kill. Ai đời em lại chú ca luôn. Đời em là Yuka luôn, mở mồm. Quéo cà cua. Gãy rồi anh em ơi, gãy rồi. Sau Alan đi anh. Trận này gãy quá gãy rồi, gãy từ giây phút đầu tiên rồi. Được cái là team đoàn kết à. Chết đều hết trơn. Team tôi đoàn kết. Chết đều hết trơn luôn. Hello nhân Crut nha. Rồi xin giới thiệu anh em mà sạc dự phòng nha mọi người. Sạc dự phòng. Nó hàng mới về. Sạc dự phòng 20.000 mAh. 450k tặng kèm cái củ sạc nha. Tặng kèm củ sạc. Này là hàng có hộp đàng hoàng nha anh em. Hàng hộp chính hãng đàng hoàng nha. 450k. Mình ở Thiện Tân của Đài ở chỗ nào? Vĩnh Cửu và mình ở Mã Đào của Đài ơi. Mình ở huyện Vĩnh Cửu nha. Dâu đi gần đi anh. Nhân Cross. Bet Gizua dừng đi anh. Đây làm dán cuối nè, làm dán cuối nghỉ nè. Giờ dán cuối đánh cho gì đây mọi người. Bắt quên chiến tướng rồi. Dán cuối đánh cho gì đây. It's your turn to pick. Dán cuối. Nghe hạt mưa rơi xuống trong lòng nhói đầu. Plus, và nhèo ok anh ơi, hí. Gì vậy?
Vũ bà ca đi gần. Bán cho tôi cục sạc dự phòng để anh em nào đặt hàng sạc dự phòng anh em liên hệ Zalo nha mọi người. Zalo trên màn hình hoặc là dưới game comment có Zalo nha anh em ơi. Lử mẹ đi hả, trời ơi không có sớm. Sạc mắc lắm hả này. 20.000 mAh. Này 20.000 mAh nha anh em. Chứ không phải là 10.000 nha. 20.000 mAh là anh em có thể sạc được 6 đến 7 cái iPhone á. Mua sạc dự phòng anh em liên hệ đầu cắm, đúng rồi. Đầu cắm rồi, cái đầu cắm của cái con này là hai cái 2 chấm. Giá như vậy anh. Hai cái 2 chấm nha mọi người. Hai cái đầu cắm của này là hai cái 2 chấm nha. Hai cái 2 chấm, hai cái lỗ ra là hai cái lỗ 2 chấm, 450k. Tặng kèm cái củ sạc cho mọi người. Củ sạc này là củ sạc nhanh 2.1 nha anh em, 2.1 ampe nha. Này tặng kèm nha mọi người, tặng kèm nhưng mà vẫn là hàng chính hãng nha anh em. Vẫn là hàng chính hãng nha. Đó, có tem đàng hoàng nha. Anh em anh em về anh em coi là có tem đàng hoàng. Còn tai phone thì 350. Tai phone 350k nha anh em. Bluetooth AirPods 2. Đó. Những cái này là đều free ship hết nha anh em ơi. 350k tặng kèm cái này. Tặng kèm cái đồ bảo vệ Văn nha. Hùng, tao có tên đàng hoàng lâu rồi chưa thấy em cười luôn nè. Lâu rồi chưa thấy em cười luôn hả? Thua không đại ơi. Thắng là cười ha ha liền. Thắng là cười ha ha liền. Đó, còn anh em nào mua bao tai hay là so lạnh tản nhiệt điện thoại á, anh em cũng liên hệ Zalo luôn nha. Đây bao tai đây. Bao tai là hàng cũng hàng chính hãng luôn nha mọi người. Bao tai là cũng hàng chính hãng luôn. 70k đâu bao tai. VIP server. Em đã gây ra bao lỗi lầm. Để tình yêu chúng ta bây giờ chia hai. Lệ rơi mấy ước đắm khóe môi. Lỡ chia đôi mắt rồi. iPod 3. Em mua bên này 7 củ xé mạ hả? Cái này là AirPods 2 nha mọi người. AirPods 2 nha. AirPods 2. Đó. 350k thôi. Chào mừng đến chỉ có 350k thôi đây mà. Xài rất là ok nha anh em ơi. Chào Văn Hùng nha. Thanh Châu, hello huynh, đài mới trả bài xong là bay vô xem liền. Tai nghe xài được 4 đến 5 tiếng mọi người, tai nghe xài được 4 đến 5 tiếng nha. I'm getting myself a cookie. I deserve that. Ê, phò lá cho ăn ké rồi coi, trời ơi. Lại trầm trọng cảm rồi, mặt cười lộn ruột, mặt cười chảy nước. Cái gì chưa ăn nóng đít trong mùa đó, đập đội lông dễn, vải chữ thì sao phái chui kêu dễ đen tập ngàn tên em. À, nó chăng nước ngoài người ta đánh là 15 phút đã chết có 2-3 bạn thôi. Đánh Việt Nam, vải giấy thì chưa ăn nóng đít trong mùa nữa, lông dễn thôi. Nguyễn Thanh Tổng, hello cái đi ngủ cho ngon huynh đài. Hello mặt Thanh Tổng của đài nha. Phá lát đâu, phá lát đâu, lẩm luôn, phá lát rồi. Thôi nó 4 thằng, nó 4 thằng, từ từ. Cái gì đấm tập 7, tập 3 không gì của đài. Từ từ đấm trúng nó của đài ơi. I'm getting myself a cookie. I deserve that. Rút lui.
căng 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 căng. Tấn công rồng. Tập hợp. Tập hợp. An ally has been defeated. Dragon has been defeated. Rút lui. Ê, nó đòi ăn trộm của bà con ơi, nó ăn trộm kìa. Ê, cái đầu xanh. Ê, nó sắp biến rồi nè, kìa, Valad kìa. Bỏ. Ai căng vậy anh em? Có quá trời giảm giá không anh? Duẩn Domino, chào đấng huynh đài nha. Anh em mua combo sẽ hỗ trợ anh em sẽ có quà tặng thêm nha anh em. Anh em mua combo sẽ có quà tặng thêm nha. Trong này mấy ông này quýnh ghê gớm quá ta. Trong này mấy anh em là quýnh chờ là người ta xài chiêu là ulti hay mặt cười lộn ruột. Ulti tóc biến là toàn là ghê ghê không. Tập hợp tấn công xe giá. Minh Thống vừa chốt hai món bên huynh đài cục sạc với bao tay chơi đấy. Ờ ok, Minh Thống với đài nha. Ok ok. Được ạ. Chốt cục sạc với lại bao tay đúng không? Ok cũng đài. Ê được giữa ra, được giữa ra, được giữa ra. Tấn công tướng địch Chrissy. Gặp một người ta, gặp một người ta anh em. Your tower has been destroyed. Time. An ally has been defeated. Trời ơi, trời. Tập hợp. Should have gotten that third midnight snack. Get up to speed. Oh, lôi. Má hẹ mà. Hơi căng căng rồi đó. Thế là thấy hơi căng căng rồi đó anh em ơi. Rút lui. Xong rồi. Đi đâu với bộ vũ đi quân đài. Đô tì rồi anh em. Lập nó anh em. An enemy has been defeated. Enemy onslaught. Enemy double kill. Ai không ai toàn rồi người ta rồi đem ba lấy trụ đó thì Liêm lấy trụ đó của đại ơi. Tai ghe có một màu hả anh? Đúng rồi em ơi, tai ghe một màu em ơi.
tower has been destroyed. Rút lui. Đây nghe là nó hàng rep 1-1 với lại cái iPod 2 á. Mày á bự lụm lúa luôn anh em ơi. Thôi xin là chút lúa ơi. Thằng kia nó quá xanh rồi. Cô chủ nhỏ, hello huynh đài. Is it breakfast time yet? Rút lui. Ôi không. Ta đậu tranh phải nhá vậy. Lấp nó đúng rồi. Lấp. Ôi ok. Hay là kèo anh em ơi, là kèo. Your team has destroyed a tower. Net time. Your team has destroyed a tower. Rồi flash từ từ dọn lên đúng này ơi. Tướng địch Elandor. Trời ơi, dọn lên thôi. Mày hả bự. Ây, căng căng chị anh em. Ừ, gáy đồng đội tôi gáy ghê vậy. Gáy ghê vô đây. Rồi coi nó có đọc đẩy không. Tại coi đợi chị Liêm tôi phóng lao kìa, gọi cho anh em ơi. Tập hợp. Mày á bự. Chuẩn nó. Thôi xong rồi. Lui. Cái đầu thật. Ừ hay. Lắc hay vậy ta hả? Ê anh Blue, anh Blue. Rút lui. Tìm địch giờ quánh liên quân vợ toàn ulti tóc biến không anh em à. Hồi xưa thì không ai xài tóc biến như giờ. Ai quánh ulti tóc biến không? Giờ quánh toàn kỹ năng không? Tấn công tướng địch Chrissy. Rồi luôn của đại ơi. Hù nó không được rồi. Từ từ. Ra kiểm soát làm nhanh ghi đâu ơi. Lương Phán, em chào anh Y Mạ, chào Phán, chúc Lương Phán xem live vui vẻ nhé. Chào Lương Phán nghe. Tập hợp. Rồi,
cái đồ có nghĩa. Trưởng đâu vậy cha, bên kia kìa cha ơi. Tôi đồng đội ông nội. Rồi, trưởng nữa. Quấn lộn anh em, quấn lộn anh em, quấn ra luôn, đề ba chơi luôn nè. Đúng rồi, đâm đó, ừ. Lương Phán, đi làm về muộn giờ này mới vô xem live anh được. Rút lui. Enemy dominating. Rút lui. Bại nhá, thêm chút queo chơi rồi anh em. Còn không mở mồm. Ừ, cảm ơn luôn. Lui đi luôn. Rồi từ từ chọn lính thôi, chọn lính thôi từ từ hết chiêu. Văn Hùng, từ cảm ơn luôn. An enemy has been defeated. Enemy legendary. Shut down. Lụm nó, lụm bấm chúa. Ừ, quét sạch. Tiến công. Ấy, còn có hai thằng, còn thằng Elendor đó kìa. Lấy được cái chậu giữa không? Tiến công. Lấy cái chỗ giữa của đây. Lấy chỗ giữa, Tia chưa xuất hiện. Đợi này lâu quá vậy, Tập hợp. Quang Tiến, hay nha huynh đài. Ok nha, ok nha. Từ từ nha, Đợi giá thiệt thật anh em ơi. Rồi, Slim càng farm càng mạnh của đại ơi. Ngộ đang lẻ vậy. Rút lui. Thôi ơi, dọn. Để dọn tạm thằng con em ơi, từ nha, lui. Rút lui. Ê, phải lát không quánh. Từ từ, đừng quấn anh em ơi. Rút lui. Càng. Ba này quyết định đó mọi người. Rồi, quánh lên. Chủ ơi, thằng. Nhái này mày ghét đâu ơi. Lính mày ghét ơi. Đừng để lính vô nha. Ôi mấy thằng. Đừng để lính vô. Chặn lính lại. Rồi ok. Ai quéo thêm anh em ơi. Yếu tìm. Hay luôn.
Em đã gây ra bao lỗi lầm. Càng càng Mao càng tèn, càng. Hay, lai. Cái chậu còn có nửa cái máu à. Bên kia cái chậu này nó còn xíu máu. Hai bên đang căng anh em. Bên nào lỗi là thua. Lỗi là thua nha anh em. Tập trung anh em ơi. Tập cuối game bên mình có ghi đu bên mình trưởng đi. Trưởng canh canh trưởng vô mấy ngà đề nó của đại ơi. Flash từ từ hết vô của đại, flash từ từ hết vô. Vô trước ăn đạn đó. Đang tới. Từ từ coi, đẩy lên, đẩy lên, từ từ, ép từ từ coi anh em ơi, không, ép từ từ, đẩy từ từ lên nè, không quýnh nha anh em ơi. Từ từ coi. Nó được một trụ rồi, cứng từ từ. Đây là những gì bút quyết định. Ô, mà lát đi kiểu đó, nó combo là phải không? Chú ý xe giá. Rồi ok, từ từ. Chú ý xe giá. Rút lui. Rồi, từ từ anh em ơi. Rồi, xin liên bắn đi. Đây là đo kìa, đúng rồi. Phải nhái cả máy này. Ừ, ok. Ok. Lầm rồi anh em ơi, lầm rồi. Lầm. Esu đâu, tôi còn chống chịu được một viên đạn của Esu. Nó bắn không rồi. Nó còn cái giác tinh thần. Ừ, lập nó, đúng rồi, win anh em ơi. Lẹ, xe, lẩm. Bình tĩnh, vẫn thắng được. Lập lúa. Em đã gây ra bao lòng đi lầm. Quéo nhà cô. Rồi, xin giới thiệu với anh em cục sạc dự phòng 20.000 mAh. Hàng chính hãng của Bonafone. Là hàng thương hiệu Bonafone nha anh em, chính hãng. Tôi đó. Grab dừng. 20.000 mAh free ship tặng kèm cho mọi người một củ sạc cũng chính hãng luôn. Đó, củ sạc sạc nhanh. Đó có tem đàng hoàng nha mọi người. Có tem chính hãng đàng hoàng nha. Đó có hộp với tem chính hãng đàng hoàng, sạc dự phòng 20.000 mAh. 450k nha mọi người. Chỉ có tại gọi là đấng gamer. Thứ hai là tai phone anh em ơi. iPhone Bluetooth AirPods 2 350k và receipt tặng kèm cho mọi người cái đồ bảo vệ nha. Cái đồ bảo vệ iPhone. Đức Trần, lần nào vô coi nhà cũng banh hết. Trời ơi, lần nào vô coi nhà cũng banh hết. Win mà anh em. Win ở đây như vậy nó mới căng thẳng anh em ạ. Rồi làm trận nữa anh em ơi. Hay phải quánh trận nữa rồi ok anh em. Làm trận nữa đúng không? Em đã hay ra bao lỗi lầm. 713 530. Rồi trận cuối nè. Rồi bây giờ chơi gì đây? Trận cuối. Đó, còn anh em nào mà mua mà sản gì điện thoại, cái đồ mà sản gì điện thoại đậu xanh nãy giờ nó hết pin, hàng gì nó chơi nó cứ bị lắc anh em à. Nó hết pin rồi. Hàng chị điện thoại nóng lên là tôi thấy có gọi là có gì nói sai rồi đó. Hết pin rồi. Này là sạc pin được 3 tiếng. Này là chạy quạt thôi, mát nó giảm nhiệt độ được khoảng mấy độ thôi. Giảm được 5 tới 7 độ. Làm Morgana được không fan?
Con này là 150, còn con sao lạnh là cái con mà giống như là anh em thấy trên màn hình đó, là con này là 290k. Đó, anh em mà đặt hàng là liên hệ Zalo bên dưới ghim comment nha mọi người. Rồi cắm đi. Rồi anh em bắt gắt đi gần đúng không? Trần Văn Khánh, tên gì anh? Bắt gắt đi gần. Nghe hạt mưa rơi xuống trong lòng nhói đau. Ngày em ra đi mưa buông ra trên đường khuê. Vì em nào đâu hay biết em lừa dối anh. Ngày em đã đi chẳng nói một lời. Và ngày đó em nhớ chính con đường kia. Hạt mưa rơi em đã bước đi trong tà tử. Để gọt mưa như tri tinh và giọt nước mắt rơi trong mỗi đêm Trần cạnh nhau. Trần Văn Khánh, chào anh nghe. Chào Trần Văn Khánh nha. Chào anh em nha, chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Rồi anh em nào mua sạc dự phòng hay là tai nghe hay là tản nhiệt điện thoại, anh em liên hệ Zalo mình nha mọi người. Số Zalo bên dưới ghi comment hoặc là anh em liên hệ thẳng fanpage nha. Rồi anh em nào cần gọi là sạc dự phòng mà dung lượng cao 20.000mAh á thì anh em liên hệ mình. Giá rất là rẻ anh em ơi, chỉ có 450k thôi. Thế ý cơ, Rắc là nam hay nữ? Rắc hả? Rắc này là con con này là con này là bóng Long Xuyên nha. Bóng Long Xuyên. Hỏi nào hay nữ, nó bịt mặt sao tôi biết anh em. Cái bịt mặt mà nó có tóc dài này nhiều khi nó là nữ nè, nhưng mà nó bụng bự thì mình lại nghĩ nó là nam. Chia sẻ Ngọc Phen ơi hả? Ngọc Phép à, nếu mà anh em mà để Ngọc Phép à, Ngọc Phép hay là Ngọc Yuka. Nếu mà Ngọc Yuka thì Ngọc Đỏ, Ngọc Xanh, Công Vật Lý, Xuyên Giáp. Tím anh em để tóc đánh tóc chạy nha. Chào mừng đến Bình Nguyên Vô Tận. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Tú lên, hello im nhé. Sơ gan bị cổ trứng hay sao? Ấy bây giờ bắt đầu không có tản nhiệt anh em ơi, chơi bắt đầu khá chậm nghỉ quá. Cái line nó bị giật. Line nó bị lắc. Đánh mà vô combat là thế nào nó cũng bị tụt FPS à. Nóng điện thoại đậu xanh anh vừa nói xong. Cái gì vậy? Vãi cái đạn thiệt. Lâm bà lù của tôi à. Lâm bà lù của tôi à đẹp. Thằng nào support nào đi gần vậy? Nào spawn nào đi gần lắm mất tiền mà luôn. Ê tụi tôi hỗ trợ vô đi gần nè, ăn đi ăn đi. Chào Ngọc Chí nha, chào Tú Nên nha. Em phải đây con hết mana luôn, chuẩn bị hết mana luôn rồi em ơi. Thấp bồi từ combo gà gắt đây chuẩn bị nè. Tiến công móc cua, trời ơi là trời đậu tranh móc cua cái này vỡ bơm. Ê ê ê ê ê ê, hình như là nó ôi ăn rập ăn rập ăn rập ăn rập. Thấp đầu thấp đầu, cười cười cười. Phạm Thái, ai có ơ cao bát không vậy? Ừ chị
Anh em mà tìm mặt thì liên hệ shopdấngim.com link bên dưới ghim comment nha. Tìm mặt thì liên hệ shopdấngim.com nha mọi người. À, giá rẻ, giảm giá 50% nữa. As long as the ocean is in my heart, the way will be with me. Tiến công. Cứ từ từ rồi cháu nó cũng sẽ nhự. Cạp cạp nó lắc cái mông quái nhái không đồng ai. Tam ngay đây lầm lúa liền anh em. Tự do ra farm ké cái một đời. Móc bóp. Bà lâu cơ kìa anh em ơi. Đồ lắc rồi. Rút lui. Mao tèn, móc chưa được phát nào, mặt cười tít mắt. Mới móc phát vừa rồi không giao một mãi xong chưa được phát nào. Mới lụm dốc cơ xong rồi kêu không được phát nào là chết rồi. Rồi tay em xuống, chơi nó. Lụm. Ngay nó rồi anh em ơi. Dương Văn Vũ, dài như giá bao nhiêu vậy em trai ơi? Giá nhiệt giá tản nhiệt VIP 290 đài ơi. Đang tới. Mày thôi xong rồi. Tản nhiệt VIP là 290 đài ơi. 290k ơi. Trời ơi. Cái này nó quánh rồi. Flo có cân tim được không đây? Bật nhạc lên cho Flo quẩy nè. Flo Gentilo. Lâm chọt, lâm chọt. Phi bông. Chọt. Chọt. Không nổi. Hai lúa thiệt. Không ổn rồi. Cứ từ từ. Vào gan gặp Van Hell full phép là do tôi hả? Trời ơi là trời. Không phải là do tôi đâu cô đại. Vào răng mà gặp Van Hell full phép là do Garena cô đại. Được danh kéo toàn hụt, mặt cười lộn ruột. Vào răng gặp Van Hell full phép là do Garena chứ không phải do tôi nha. Tại Garena nó búp con Van Hell phép mạnh thì Van Hell full phép là đúng rồi cô đại. Chứ Van Hell giờ ông nào chơi AD tôi chửi á. Ông nào mà chơi Van Hell AD là tôi chửi liền. Mau.
Ủa? 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 Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Giữ toàn mà. Đấy, kéo toàn hụt thiệt rồi. Đấy, kéo toàn hụt rồi anh em ơi. Natalia của nó quánh áo ma Canada thì anh em ạ. Dragon and Slayer have evolved. Chưa có được đâu mọi người. Bà lo có miêu, bà lo lụm chọt. Ai kéo vô nó lụm anh em tôi luôn. Rồi xong rồi nó băng vô luôn rồi. Xong rồi em ơi, xong rồi em ơi, kéo chúng nó vào đầu tranh. Phải nhái con gà mái thiệt. Kéo chúng nó chôn mình luôn anh em ơi. Đúng là khi đã quá mạnh để làm gì cũng đúng anh em ạ. Hạt máu rồi. Quéo lên ơi, bắt đầu phút thứ 8 cho đi. Bắt đầu những pha lật kèo đây. Từ từ coi. Rút lui. Rút lui. Mẹ nó mạnh lắm anh em, bắn nó. Cái này chắc ra chơi đào vàng nửa tiếng xong qua vô kéo gà đất này lại quá ta. Đường dưới có lớn anh em ơi. Thường offline. Đâu anh em kiếm bánh thêm rắn nữa. Holy Dragon has been defeated. Bao nhiêu tiền rồi? 29k, 26k ơi, vẫn được. Rồi từ từ. Đợi tôi nửa tiếng nữa tôi chạy ra anh em ơi. Từ từ đợi farm nửa tiếng nữa chạy ra. Giang Tuấn, là cha đi là hòa bình anh này. Ai nhai con gà mái thiệt. Không có ai ta, bóc trúng rồi vẫn quéo cả cua đây mà. Cái gì trời, bóc trúng ra ta lần này toàn bị hồi mã thương không. Your team has destroyed a tower. Has been defeated. Lôi, phòng thủ anh em ơi. Gì kìa, thôi xong rồi. Quánh này không quánh thằng ông nội này, quánh biết chừng nào chết. Đường giữa bà con ơi. Đường giữa. Tập hợp. An ally has been defeated. Chuẩn bị phục kích. An enemy has been defeated. Enemy ultimate. Enemy legendary. Ôi đậu xanh ơi, quái là ta ảo ma Canada gì? Mày hả Natalia?
quá nhái thiệt. Ai chưa thấy nó rồi nó quăng quả cầu cho tôi à. Quân Thái, chơi với ông này toàn thua. Cái gì mà toàn thua trời ơi. Thắng 5-70 trận, có một trận rồi nó căng căng thôi, từ từ. Giáo án này quá khét, tí em test răng à. Rút lui. Ăn đá, để tôi hồi phục. Cái gì, cái gì cái. Bả chữ không? Con Nata đâu có tìm được mọi người. Chiều cuối chưa hồi. Mao Tèn, xem lật kèo nè, mặt cười lộn ruột. Kê, chấp máu kìa. Kê, bắn nó đúng rồi. Phải đó. Natalia. Natalia, cứ từ từ. Alala mid. Lắc cái bóng né cái chiêu. Alala mid anh em. Từ từ. Tony Tèo. Khi dễ người khác là một cái tội. Rút lui. Lên. Trời ơi. Thôi không ăn được đâu anh em ơi. Còn nát bước thôi. Lôi. Tiếp tôi cũng đâu thua tiếp địch đâu anh em, hơn tiền tiếp địch anh em. Tôi cũng có thua tiền gần tiếp địch đông. Gần tiếp địch 9.400, tôi 9.700. Ê, nó ăn thằng kìa. Ôi, động thành Natalia nữa. Quân Thái, Google lẹ đi. Chú ý xe gia. Kìa. Đó, lập nó, lên lâu, lấy tầm nhìn nè. Đinh Nguyễn Thành Long, hello anh đấng nha, hello Long. Kìa, đúng rồi, lập nó. Kìa, Natalia. Ê, tập biến, chờ đó. Bạn nó đúng rồi. Maria cái nào. Cái đầu chắc. Ê, bỏ bỏ ơi. Ulti lên. Ok, tao thắng anh em. Tao thắng. Ai lập la keo. Chào chân ngưng nha. Càng. Lái xe anh em ơi, lái xe. Căng rồi, bắt đầu căng thẳng rồi đó. Hello Trần Hưng nha. Anh em nào muốn đặt sao lạnh chơi game cho không bị đóng máy thì anh em liên hệ mình luôn nha anh em ơi. Zalo mình dưới ghim comment nha. Giữ mít nha được. Ê, từ từ, giữ dựng ta thằng kia. Trận sau để em gánh cho. Đúng rồi, cấu rẻ đó. Nấp bụi thì nhiều khi mình không lại cho nó nhưng mà đánh thẳng mặt là tim mình hơn anh em ơi, quýnh khô máu đó anh em ơi. Rút lui.
vàng trâu ở trước. Một móc chết thằng Alice rồi, lẫm anh em. Một móc cá đâu xanh tưởng là móc cá đi ngờ. Lụm chọt đó, đúng rồi. Cá đâu xanh. Lính vô, lính vô, đập cho lính, đập lính, đập lính, đập chủ, đập chủ, đập chủ. Mày hả bự, mày hả bự nè, trời ơi. Đâu cần kéo trúng nhiều đó đéo, kéo trúng một kẹp, trúng Alice là lụm rồi đéo bà. Chơi Alice là team địch nó thua rồi. Nhưng mà đúng con Alice là nó khó chịu rồi, mấy kia. Nó gặp mình lỗ đầu nó ném 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 vô tường liền. Nép cho tường nó né chiêu liền. Gờ gắt đi gật. Quân Thái ghê. Chỉ con người gắt này kéo hai phát mà trúng một phát thôi là người ta nát rồi đó. Con người gắt này chỉ cần 10 phát trúng một phát lậm lúa nha anh em ơi. 10 phát 10 phát trúng một phát là lậm rồi đó. Rồi anh em đã muốn đặt Typhoon AirPods 2 đó, anh em liên hệ mình nha anh em ơi. 350k tặng kèm cái đồ bảo vệ anh em ơi. Tặng kèm đồ bảo vệ Typhoon. Nó rất là nhạy. Đó, Typhoon này chỉ có 350k free ship nha mọi người. Đây, test cho anh em nghe luôn. Test cho anh em coi. Đó, anh em bật bật lên. Đó là tự động kết nối nè mọi người. Đó, bật lên anh em tự động kết nối luôn. Đó, tự động kết nối. Đó, ok đó. Đây là nó có hiện thị pin luôn nè. Pin của hai tay này là 100% nè. Đó, còn anh em là không xài á. Đó, anh em bật nhạc lên là nghe. Đó, còn anh em không xài, anh em bấm vô, gắn vô. Đó, anh em đóng lại là tự động ngắt kết nối. Chào Nguyễn Thành Đạt nha. Đó, tự động ngắt kết nối, rất là nhạy nha anh em. Chỉ với 350k nha mọi người. Hàng này mà anh em mua ở ngoài anh là Trang, trận này hơi yếu nha em trai cây cây cây. Anh em mua ở ngoài là tới mấy củ rồi đó. Còn sạc dự phòng 20.000 mAh, chỉ có giá là 450k, tặng kèm là củ sạc. Tặng kèm củ sạc là 100k nha mọi người. Đó, chính hãng đàng hoàng nha mọi người. Chính hãng của Bodofone nha. 20.000 mAh. Đó anh em mua hàng anh em inbox đường link bên dưới Zalo nha mọi người ơi. Hàng rất rất là rẻ nha mọi người. Không chịu chi phí bên nào hết. Bởi vì mình bán hàng rất là cạnh tranh. Chào cho Lê Quy nha. Rồi chúc anh em buổi tối ngủ ngon nha. Anh em nào đặt hàng bao tay chơi game mang vô là đánh Nagrop văng ra khỏi màn hình luôn. Bao tay chơi game. Đó, mình đang chơi là chơi mấy ngày nay nè. Rồi ok, chúc bà con buổi tối ngủ ngon nha. Bye bye mọi người. Thank you, mai gặp lại anh em ơi. Oh, quên, mai về quê. Xin lỗi, mốt gặp lại.